Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không chắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Nay thì bên shop về cho bác cái lô Atomat hàng bãi Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn nhé. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Fuji hoặc là hàng của thương hiệu Natina. Đấy, Natina hoặc là Fuji với nhá. Đó. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn và giá thì rất hợp lý nhá. Một con AT hàng công suất là 40A, dòng dò là 30mA. Dòng này thì chuyên chống dập, chống chật, chống quá tải cho bác luôn, chập giật quá tải đều ok hết nhá. Đấy. Có những con này nó sẽ có cả lẫy cài như này các bác này, có cả lẫy cài luôn, các bác lắp vào tủ điện thoải mái luôn. Hàng chống chập, chống giật, chống quá tải cho bác luôn. 40A, dòng dò là 15mA. À 30mA, hàng made in Japan nhá, made in Japan. Hàng này có lô của Mitsubishi này, đấy, của Fuji hoặc là các cái lô khác nhá. Made in Japan, hàng bãi của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, độ mới của nó thì còn khoảng 80-90% nhá, 80-90%. Đó. Rất đẹp cho các bác này, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn, toàn bộ chữ Nhật là ngoằng hết đây. Lên mã giúp cho em đó là Atomat Nhật nhá, Atomat Nhật. Thì các bác lên cho em là AT40A nhá. Con 40A này thì giá của nó sẽ là, lên cho em là AT40A, giá của nó sẽ là 180.000 cho một con AT40A như này. Đó. Các bác lên cho em là AT40A nhá. AT40A này giá của nó sẽ là 180k nhá, 180.000 cho một con AT40A. Đây. Con này sẽ là con 40A này, giá sẽ là 180k nhá, 180.000 cho con 40A như này. Con này thì nó sẽ là dòng khối to, các bác có thể dùng tổng gia đình là ok nhá. Dùng tổng gia đình nhà 2 3 tầng đều ok hết nhá, dùng tổng gia đình là ok. Ngoài ra thì bên shop có về cho bác cái con AT cóc nhỏ này. Cái AT cóc nhỏ như này. Con này thì nó cũng là hàng nội địa của Nhật đây. Hàng nội địa của Nhật toàn bộ chữ Nhật luôn, made in Japan cho bác nhá. Và con này thì bên shop đang mã tem mã vạch đàng hoàng còn gần như mới luôn. Con này của nó sẽ là 30mA. Đấy, và 30A và dòng dò là 15mA. Con này thì các bác chuyên dùng cho em là bình nóng lạnh này, rồi điều hòa này, rồi các cái thiết bị nhỏ là ok. Hoặc là trong phòng nhá, các cái phòng nhỏ hoặc là đóng ngắt các cái thiết bị điện đều ok nhá. Đấy, giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Mới con Atomat như này, giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k nhá. Đấy, lên cho em là AT cóc nhá. Con này thì các bác lên cho em là AT cóc nhỏ, giá sẽ là 80.000 cho một con AT cóc nhỏ như này. Đấy, lên cho em là AT cóc này. Đó, AT cóc này, giá của nó sẽ là 80k nhá, 80k cho một con AT cóc này. Đấy, còn con này thì các bác lên cho em là AT đại nhá, AT đại hoặc là AT 40A. Đấy, còn con này thì nó sẽ là dòng 30A nhá. Đấy, các bác lên cho em là AT 40A hoặc AT 30A được rồi. 30A thì là con cóc nhỏ như này, các bác dùng trong các cái phòng hoặc là các cái dòng máy móc nhỏ là ok. Đấy, phòng hoặc máy móc nhỏ đều được hết nhá. Con 30A thì giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho con 30A, còn con 40A thì giá của nó sẽ là 180.000 là con tổng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con AT đó là cái con AT đảo chiều các bác nhá. AT đảo chiều. Con này thì công suất của nó sẽ là 63A nhá, 63A. Và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 110.000 nhá, 110k. Đó. Lên cho em là AT đảo chiều giá sẽ là 110.000. Công suất của nó sẽ là 63A các bác, 63A. Cái này thì các bác về các bác lắp tổng gia đình cực kỳ là ok. Đặc biệt là nhà nào mà các bác có hai công tơ này, hai công tơ hoặc là các bác có máy phát điện thì dùng để đảo chiều cũng ok. Đó. Hoặc là các bác dùng để làm AT một chiều đóng ngắt cũng rất là ok. Giá của nó sẽ là 110.000 nhá. Lên cho em là AT đảo chiều. Đó. Các bác lên cho em là AT đảo chiều. Đó. Lên cho AT đảo chiều 63A này, giá của nó sẽ là 110k nhá. 110k cho con AT đảo chiều 63A như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho các bác cái túi da bò này. Túi da bò thì nó sẽ có cho các bác là hai cái đó, hai màu đó là màu nâu và màu xanh. Màu nâu và màu xanh như này. Đó. Có quai đeo, quai sách đàng hoàng. Và giá thì bên shop cũng đang phục vụ các bác cái giá rất tốt luôn. Chỉ có cho các bác là, có lên cho em là túi vuông nhá, giá sẽ là 180.000. Có quai đeo như này, chất liệu của nó 100% da bò. Đây em test thử sản phẩm cho bác xem nhá. Đây. Cạo thoải mái các bác này. Đây. Đấy, em dùng cái đai này em cạo thoải mái cho bác xem, không có hề hấn gì luôn nhá. Đấy. Cạo thoải mái này. Đấy. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000. Lên cho em là túi vuông chiều cao khoảng 25cm, chiều rộng 20cm. Các bác dùng để đựng iPad, iPad hoặc là đựng những cái đồ nhỏ nhỏ cực kỳ là ok luôn. Mang đi học, đi làm, đi chơi, đi du lịch đều ok hết nhá. Chất liệu 100% da bò tự nhiên. Nhận hàng các bác có thể lấy máy lửa đốt thử thoải mái nhá. Đốt thì đốt cho em ở chỗ da này, đừng đốt cho em ở chỗ chỉ khâu hoặc là chỗ các cái chỗ khác nhá. Đốt thẳng vào phần da này cho em này, lấy máy lửa hơ đốt thẳng vào phần da này. Đấy, rất là ok cho các bác test thoải mái luôn. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là một ngăn to này, trong cái ngăn to này thì sẽ có hai ngăn nhỏ, một ngăn thường và một ngăn có khóa này, một ngăn thường một ngăn có khóa. Tiếp theo là một ngăn bên hông như này và một hai ngăn nữa ở bên hông như này nữa này, hai ngăn nữa ở bên đằng trước như này. Tổng của nó thì rất là nhiều ngăn luôn và giá thì rất hợp lý nhá. Đấy, cái phần tay quai các thứ đều bằng đồng hết, bằng đồng hết nhá. Lên cho em là túi vuông nhá. Giá của nó sẽ là 180.000 cho một con túi vuông như này.
có lên cho em là túi vuông này. Túi vuông giá của nó sẽ là 180k nha. 180.000 cho con túi vuông này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái mic để các bác hát karaoke nhá. Thì nó gọi là dòng mic không dây nhá, mic không dây. Con này thì các bác về nhà thì các bác bật lên cho em này. Đấy, bật lên. Sau đó thì các bác mở cái tính năng Bluetooth của điện thoại lên. Sau đó thì các bác bắt Bluetooth vào cho em. Đấy, bắt Bluetooth vào cho em. Đây cái mã sản phẩm này. Đấy, WES 858 này. Đấy, sau đó thì các bác sử dụng thôi. Alo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo. Đó, thì nó rất là rõ luôn nhá. Rất là rõ luôn, độ vang của nó rất là tốt. Các bác có thể dùng để mình hát karaoke hoặc nghe nhạc cũng rất là ok luôn các bác nhá. Đó. Anh đưa em về thăm quê anh, về ngã ba sông rực nắng hồng, sông Châu hiền hòa, sông Nhuệ yêu thương, Hà Nam ơi, sông đáy ân tình. Đó, rất là ok luôn các bác nhá. Đó thì một con mic không dây như này, có lên cho em là mic không dây nhá, có kèm cho các bác là cáp sạc luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 100.000 cho một con mic không dây này thôi. Các bác có thể mua về để mình kết nối điện thoại, mình ngao nghêu ngao karaoke nghe nhạc các thứ nhá. Đó, lên cho em là mic không dây này. Mic không dây giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho một con mic không dây như này, rất tiện dụng cho bác sử dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là cái bàn là nhá. Đây thì nó sẽ là một cái con bàn là rất là chất lượng như này các bác này. Đây. Một con bàn là hơi nước nhá. Lên cho em là bàn là hơi nước, giá của nó sẽ là 135.000. 135.000 cho con bàn là hơi nước như này. Có dây dợ các thứ đàng hoàng, có cốc để các bác đong luôn. Đấy thì con này về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em, cắm trực tiếp điện 220 cho em nhá. Ở đây thì nó sẽ có một cái phần này để các bác bóp nước này, và đây là cái này các bác tháo ra này. Tháo ra để mình cho ấy vào đây cho em. Tháo ra mình cho nước vào đây cho em. Đấy, cho nước vào cái đầu này cho em này. Đây cho nước vào đây cho em. Đó, tháo ra cho nước vào đây nhá, rất là tiện luôn. Đó. Sau đó thì các bác đóng lại này, sập lại cho em. Đấy, rồi mình bóp nước nó ra nhá. Có công tắc, có điều chỉnh cho bác luôn, có điều chỉnh nhá. Đấy, không dùng nữa thì các bác lại bóp cái này ấn nó xuống này. Có đèn báo điều chỉnh, có cái phần rót nước cũng như đàng hoàng. Đầy đủ đâu ra đấy luôn. Combo cho các bác một cái bàn là hơi nước như này. Đấy, cái phần gang này của nó rất là dày các nhá. Đây cái phần gang này của nó rất là dày luôn các bác. Đấy, đây cái phần gang này của nó này, khá là dày luôn, thì các bác khi là thì không sợ bị cháy quần cháy áo này. Rất là ok luôn, công suất của nó sẽ là 700W nhá. Điện 220V này, công suất của nó là 700W này. Đó, điện 220V công suất 700W. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là bàn là hơi nước nhá, bàn là hơi nước mini. Đấy, bàn là mini. Đấy, nó chỉ bằng bàn tay này thôi các này, bằng bàn tay này thôi. Không về nhà các bác lại bảo sao bé thế nhá. Hàng này là hàng du lịch mà. Đấy, cho nên là lên cho em là bàn là hơi nước mini. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con bàn là mini như này, giá của nó sẽ là 135.000. Đấy, 135.000 nhá. Đấy. Nó sẽ có cả cái ca để cho các bác đong nước vào luôn. Đấy, 135.000 cho con bàn là hơi nước mini nha. Lên cho em là bàn là hơi nước nhá. Đó. Bàn là hơi nước mini giá sẽ là 135.000. Đó. Bàn là hơi nước mini này. Bàn là hơi nước mini. Hơi nước này. Mini này, giá của nó sẽ là 135k nhá. 135k cho con bàn là hơi nước mini này, rất tiện dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ 5 khay inox nhá, bộ 5 khay inox, bộ nồi 5 món nhá. Đấy, lên trên là bộ nồi 5 món này, nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 cái nồi như này. Đấy, 5 nồi như này, nồi có nắp hết nhá. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Đường kính của nó sẽ là từ 24 đến 16 nhá. Đấy, thì con này độ dày của nó vừa phải thôi, các bác dùng để chế biến đồ ăn đồ uống cực kỳ là ok luôn. Đấy, nồi nào vung đấy nhá, nồi nào vung đấy luôn, rất là sạch sẽ các bác. Nồi nào vung đấy. Lên cho em là bộ nồi 5 món này. Bộ nồi 5 món giá sẽ là 140.000 nhá. 140.000 cái bộ nồi 5 món như này. Hàng này thì siêu tiện dụng để các bác sử dụng luôn. Đấy, bao gồm cho các bác là 5 món luôn. Nồi nào vung đấy, rất là tiện. Đấy. Đường kính to nhất là 24 và nhỏ nhất là 16 này. Con nhỏ nhất đây là 16 này. Đó, nhỏ nhất đây là 16 này. Còn con to nhất thì của nó thì sẽ là 24cm nhá. 24cm và của nó là 5 món. Đấy, 5 món. Đấy, thì lên cho em là bộ nồi 5 món. Các bác có thể bỏ chồng vào nhau rất là tiện. Đây. Đấy, mình cứ thế là mình bỏ chồng vào nhau thôi. Đấy. Con này là con to này là 24cm này. Con này của nó sẽ là 22cm này. 22cm. Sau đó thì đến con là con này là 20cm nhá. 20cm này. Đến con 16cm này. Và đến con 18cm là con 16cm. Sau đó thì các bác lại đậy nắp lại chồng nhau. Cái này thì các bác có thể bỏ vào trong tủ để mình cất đi, nó rất là tiện, và khi mình lấy ra sử dụng thì nó khá là đa di năng luôn.
combo cho các bác một bộ như này. Giá của nó sẽ là 140.000. Lên cho em là bộ nồi 5 món nhá. Đấy, bộ nồi 5 món. Bộ nồi này 5 món nhá. Bộ nồi 5 món giá của nó sẽ là 140.000 nhá. 140.000 thì bộ nồi 5 món như này. Hàng này thì nó không quá dày đâu. Cái này thì các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn, chế biến đồ ăn đều ok. Đấy, thì đựng thức ăn sống, thức ăn chín đều được hết nhá. Nó rất là hợp lý, đựng để bỏ tủ lạnh cũng được. Lên trên là bộ nồi 5 món. Đây, từ 24 đến 16 giá của nó sẽ là 140.000. Rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái con máy đuổi chuột nhé. Các bác lên cho em là máy đuổi chuột. Con này thì đuổi chuột, đuổi côn trùng, ruồi, muỗi, kiến, gián đều được hết nhé. Nhưng nó thiên về đuổi chuột nhiều hơn. Đây. Đấy, con này thì nó sẽ là đuổi chuột này, ruồi, muỗi, kiến, gián con này đều được hết luôn. Giá thì chỉ có 35k cho con máy đuổi chuột như này thôi. 35k nhé, 35k. Lên cho em là máy đuổi chuột nhé. Con này thì dùng siêu nhạy luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là máy đuổi chuột này. Máy đuổi chuột đó, máy đuổi chuột giá của nó sẽ là 35k nhé. 35k cho con máy đuổi chuột như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Xin chào quý anh chị ạ. Trên đây, đây hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm, xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến, gián, muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Lycomax xin kính chào quý anh chị ạ. Trên tay em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm, xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp đấy, rất là ngon lành nha. Các bác lên trên là máy đuổi chuột giá để chỉ có 35.000 cho một con như này thôi. Về nhà các bác cứ cắm trực tiếp vào điện 220 cho em là ok, là cứ cắm vào điện là mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện ích và tiện dụng và cái giá của nó thì lại rất là hợp lý nhá. 35k máy đuổi chuột. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái bộ bấm móng nhá các bác nhá. Bộ bấm móng thì sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái bộ bấm móng nhá. Bộ này thì các bác lên cho em là bộ bộ này tên là gì nhỉ? Bộ móng trắng à? Vâng, 70. Lên cho em là bộ móng trắng nhá. Bộ này của nó thì sẽ là 70.000. Đó, nó sẽ là hàng inox 304, hàng của thương hiệu Winling của Đức nha. Winling hai hình người của Đức nhá. Đó. Thì các bác lên cho em là bộ bấm móng trắng nhá. Bộ bấm móng trắng giá của nó sẽ là 70.000 cho một cái bộ bấm móng trắng như này. Bộ này thì rất là tiện dụng luôn để cho các bác sử dụng nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là bộ bấm móng trắng này, bộ bấm móng này. Đó. Bộ bấm móng trắng nhá. Đấy, nó màu trắng lên cho em là bộ bấm móng trắng giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k trong cái bộ bấm móng trắng như này. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là hai cái bấm móng này, hai cái bấm móng vào này. Đấy. Nó sẽ có hai cái bấm móng bằng thép không gỉ này, một cái bấm khóe và một cái bấm lệch này, một cái bấm thẳng và một cái bấm lệch. Đấy, con này của nó thì thiết kế cực kỳ là đơn giản, basic và rất là bén luôn con này, rất là bén luôn. Đó, sử dụng thì cực kỳ là ngon luôn. Đó, bấm rất là ngon nhá. Đó. Thì nó sẽ bao gồm cho các bác là hai chiếc này, hai chiếc bấm móng như này. Hai chiếc bấm móng này kèm thêm cho các bác là một cái kéo để các bác cắt tỉa da này. Đấy, và một cái phần để các bác gọi là mài này. Đấy, cái phần này nó sẽ có cho các bác là một cái phần như này để các bác mài móng tay móng chân nhá, mài móng tay móng chân đây. Đấy, cái phần mài như này cũng rất là tiện này. Có cái mài này thì nó rất là ngon để các bác có thể sử dụng khi mà mình cắt xong thì mình mài đi cho em. Đấy, rất là tiện luôn. Thì combo của nó sẽ bao gồm cho các bác là 4 món như này. Đấy, 4 món như này các bác nhá. Đấy, combo 4 món như này. Lên cho em là bộ bấm móng trắng nhá, bộ bấm móng trắng. Giá của nó sẽ là 70.000. 70.000 trong bộ như này, hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Bao gồm cho các bác là một kéo này. Một kéo, một rũa và hai cái bấm móng như này, giá sẽ là 70.000. Đấy, bây giờ các bác đi mua ngoài bình thường một cái bấm móng cũng phải vài chục rồi. Đây là một cái bộ 4 món như này, hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho bác luôn. Đấy, mà giá thì chỉ có 70.000 thôi. 70.000 cho bộ bấm móng trắng như này. Lên cho em là bộ bấm móng trắng nhá, giá của nó sẽ là 70k. Đó, 70k. Tiếp theo thì các bác lên cho em đó là cái bộ ba móng Đức nhá. Bộ này thì nó sẽ là bao gồm cho ba, bộ này thì nó chỉ có cho các bác là ba cái bấm móng tay thôi, ba bấm móng tay. Thì các bác lên xem là bộ ba móng Đức nhá. Bộ ba móng Đức thì đây nó sẽ là đựng trong hộp như này. Đấy, đựng trong hộp cực kỳ chất lượng như này và sẽ bao gồm cho các bác là ba chiếc nhá. Đấy, ba chiếc đây. Đấy, 1 2 3 này. Cái này thì nó sẽ là một cái hàng rất là to, dày dẫn và chắc chắn luôn. Bộ này sẽ bao gồm cho các bác là ba chiếc này, một cái là các bác bấm móng thường này, một cái là bộ to hẳn này và một cái là để bấm khóe này.
Bộ này thì nó sẽ là rất là dày dẫn chắc chắn và rất là ngon luôn. Và có cả cái phần để các bác đựng móng tay, khi mà mình cắt thì mình đẩy cái này lên để cho móng tay nó lọt vào đây, sau đó thì các bác đẩy xuống để mình đổ nó ra. Đó, cũng rất là tiện luôn. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm như này nhá. Bấm rất là ngon luôn các bạn. Bấm rất là ngon và rất là êm luôn nhá. Bấm rất ngon, rất êm luôn. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là ba cây như này, ba cây bấm móng như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000 nhá, 100.000 cho bộ ba móng Đức như này. Các bác lên cho em là bộ ba móng Đức nhá. Cái con kia thì nó cũng là hàng của Đức nhưng mà nó sẽ là theo kiểu khác, còn con này thì hàng kiểu khác nhá. Đấy, lên cho em là bộ ba móng Đức. Đấy. Các bác lên cho em là bộ ba móng Đức này, bộ ba móng Đức. Bộ ba móng Đức nhá. Đấy, bộ ba móng Đức giá của nó sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho cái bộ ba móng Đức như này. Còn cái này thì lên cho em là bộ móng trắng nhá, bộ móng trắng. Còn cái này các bác lên cho em là bộ ba móng Đức, giá của nó sẽ là 100.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái cốc tự khuấy các bác nhá. Lên mã giúp cho em là cốc tự khuấy này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 nhá. 90.000 cho một con cốc tự khuấy như này. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc này. Hàng này thì hàng liền pin rồi. Đó, hàng liền pin các bác nhá. Cái nắp của nó này thì có gioăng cao su luôn, nắp có gioăng cao su này. Ở đây thì nó sẽ là một cái hạt nam châm từ trường như này, một cái viên nam châm từ trường như này nhá. Về nhà các bác chỉ cần bỏ vào đây là nó sẽ tự hít vào này. Đấy, và nó sẽ xoay này các bác này. Bên trong thì bằng inox 304, dung tích của nó thì khoảng 250ml này. Đấy, và nó sẽ có sẵn pin sạc, kèm các bác là đế sạc và dây rồi, kèm dây nhá. Đấy, cái này nó chỉ kèm thêm dây này thôi, về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình, có kèm dây cắm vào củ sạc điện thoại nhà mình. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000 nhá, 90.000. Lên cho em là cốc tự khuấy nhá. Có nắp có gioăng luôn, nắp có gioăng luôn nhá. Cái này các bác có thể lật ngửa lên cũng không bị đổ luôn. Đấy, bên ngoài thì bằng nhựa ABS nguyên sinh, dày dẫn chắc chắn này. Bên trong của nó thì sẽ là bằng inox 304 nhá, inox 304. Rửa ráy rất là dễ dàng, chịu nhiệt thoải mái luôn. Giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là cốc tự khuấy nhá. Đấy, cốc tự khuấy. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con cốc tự khuấy như này. Giá của nó chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. Đấy, lên cho em là cốc tự khuấy này. Đó. Cốc tự khuấy nhá. Cốc tự khuấy, giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho con cốc tự khuấy như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp các bác lên cho em là hộp dao đũa nhá, hộp dao đũa. Đó, cái này hộp đựng dao và đựng đũa luôn, cho nên là hộp dao đũa. Đấy, vừa đựng dao vừa đựng đũa như này. Đấy, các bác lên cho em là hộp đựng dao đũa nhá, hộp đựng dao đũa như này. Đấy, ở đây thì các bác cho đũa, cho mua, cho thìa vào đây. Và cái này thì các bác cho dao vào đây cho em này, một liếc một dao này, một liếc một kéo này, và 1 2 3 đựng được 4 con dao. Đó, đựng được 4 dao. Đấy, giá sẽ là 160.000. Ở dưới này thì nó sẽ có cái đít như này. Đấy, có cái đít như này để các bác có thể là mình bỏ ra để mình ấy đây. Đấy, mình bỏ ra để mình đổ nước đi hoặc vệ sinh nhá. Đấy, vệ sinh rất là sạch luôn. Đấy, có cái đít này nó đựng nước vào đây. Đấy, sau đó thì các bác bỏ ra mình vệ sinh rất là sạch sẽ luôn. Đó, bằng inox 304 nhá, inox 304. Đây thì cái này các bác dùng cho đũa, cho bát vào đây. Cho đũa cho các bác vào đây, còn cái này thì mình dắt dao nhá, dắt dao. Nó rất là tiện và sạch sẽ. Giá thì chỉ có 160.000 thôi. Lên cho em là hộp dao đũa nhá, hộp dao đũa. Giá của nó sẽ là 160.000 cho một cái hộp đựng dao đũa như này. 160.000 cho một cái hộp đựng dao đũa như này nhá. 160.000. Lên cho em là hộp dao đũa nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tỉa lông mũi nhá, tỉa lông mũi. Giá của nó sẽ là 50.000 cho con tỉa lông mũi như này. Con này thì cái cơ chế xoay của nó sẽ là cơ chế đảo chiều này, cơ chế xoay đảo chiều như này. Thì các bác dùng để tỉa lông mũi nó rất là sạch luôn. Đây em sẽ test, em cắt cái phần ấy cho các bác xem này. Cắt cái phần cái chổi lông này cho các bác xem đây. Đấy, các bác chỉ cần đưa vào này thôi. Bấm này thôi nhá. Bấm cái này là nó sẽ tự xoay đảo chiều và nó sẽ ra con này. Đấy, nó sẽ tự xoay, nó đảo chiều nó ra. Đây các bác này. Đấy, nó sẽ cắt nó đứt ra như này các bác này. Đấy, các cái phần lông nó sẽ đứt ra như này. Rất là tiện luôn. Thì các bác cứ cái này thì sử dụng thì các bác đưa vào trong mũi này, xong đó các bác bóp như này. Bóp xong thì các bác bỏ hẳn, không bóp nữa, các bác hãng giật ra nhá. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Lên cho em là tỉa lông mũi, giá của nó sẽ là tỉa lông mũi này. Tỉa lông mũi giá của nó sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho một cái tỉa lông mũi như này. 50.000 cho một cái bộ tỉa lông mũi rất là đẹp, xịn sò, đựng trong cái hộp nhôm chất lượng như này nhá. 50.000 lên cho em là tỉa lông mũi nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ set 5 thìa nhá. Đấy, các bác lên cho em là hộp 5 thìa của Đức nhá. Đấy, thìa Đức này, các bác lên cho em là thìa Đức. Một hộp này của nó thì bao gồm cho bác là 5 chiếc. Và giá thì chỉ có 60.000 cho 5 chiếc thìa, hàng của thương hiệu Winling của Đức nhá. Đấy, cùng với thương hiệu của cái bấm móng nhá. Hàng bằng inox 304. Thìa thì nó cũng rất là khuôn sinh. Đấy, không dày, không mỏng, rất là vừa sinh, các bác cầm nó không bị quá là đau tay. Đấy, hoặc nặng cầm lên nó vất vả nhá. Đó. Thì một hộp này của nó sẽ bao gồm là 5 chiếc nhá. Đấy, 5 chiếc. Các bác lên cho em là thìa Đức nhá, thìa Đức. Đấy, các bác lên cho em là hộp thìa Đức, giá của nó sẽ là 60.000. Lên cho em là hộp thìa Đức nhá. Đó. Hộp thìa Đức này, đó. Hộp thìa Đức giá của nó sẽ là 60.000 nhá.
60k cho một hộp như này, bao gồm cho các bác là 5 chiếc, 1, 2, 3, 4, 5, 5 chiếc thìa Đức như này, và giá của nó sẽ là 60.000 nhá. Lên cho em là hộp thìa Đức này, hàng thì cũng khá là dày dẫn, chắc chắn và đẹp luôn, inox sáng bóng và giá rất hợp lý, chỉ có 60.000 thôi, 60.000 cho 5 chiếc thìa như này nhá. Đấy, hộp thìa Đức giá sẽ là 60.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bẫy chuột thông minh nhá. Lên theo là bẫy chuột thông minh, một hộp này của nó thì sẽ, một chiếc bẫy này của nó sẽ là 15.000 nhá. 15.000 trong cái bẫy này rất là thông minh các bác này. Đấy, chạm nhẹ này là bẫy sập luôn này. 15k nhá, 15k cho một chiếc bẫy như này. Và bác nào mua từ 3 chiếc trở lên thì giá sẽ là 40.000 cho 3 chiếc nhá. 40.000 cho 3 chiếc. Các bác chỉ cần chạm nhẹ này thôi là sập bẫy luôn. Đấy, con chuột sẽ bị sập bẫy luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Lên theo là bẫy chuột thông minh nhá. Bẫy chuột thông minh. Đó, 15k một chiếc như này. Các bác ấn lấy hai tay ấn đều này cho em này, sau đó thì các bác cho mồi vào đây. Đấy, khi mà con chuột nó chạm nhẹ vào đây là sẽ sập bẫy luôn. Đó. Giá của nó sẽ là 15k một chiếc, và bác nào lấy từ 3 chiếc thì giá sẽ là 40.000 cho 3 cái nhá. 3 cái là sẽ là bằng 40k. Đó, 40.000 cho 3 chiếc. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái đốc sạc kèm pin nhá. Lên cho em đó là đốc sạc kèm pin. Thì đây nó sẽ là một cái đốc sạc như này. Đó, một cái đốc sạc như này. Kèm thêm cho các bác là 4 viên pin nhá. Đấy. Lên cho em là đốc sạc pin đồng hồ, thay về nhà các bác cho vào đây cho em này. Đấy. Đốc sạc pin đồng hồ nhá. Con này thì nó sẽ là dòng pin đồng hồ. Nó sẽ là pin đồng hồ nhá. Đấy, nó sẽ là pin đồng hồ như này. Đấy, lên cho em là đốc sạc pin đồng hồ, giá của nó sẽ là 65k. Đó, 65k trong cái đốc sạc kèm pin như này. Cái này thì bên em bán là cả đốc cả pin chứ không bán rời nha các bác nhá, không bán rời. Đấy, tại vì nó không có để bán rời. Cái này thì các bác có thể dùng cho đồng hồ này, hoặc là dùng cho sạc cho cái để dùng cho cái pin điều khiển, pin pin của cái ấy đều ok hết nhá. Gọi là nó là cái dòng pin của con pin của cái mic karaoke nhá. Mic karaoke đều ok hết. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là đốc sạc pin đồng hồ. Đó, đốc sạc này. Đó, đốc sạc pin đồng hồ này. Pin đồng hồ, giá của nó sẽ là 65k. 65k nhá. Bên em không có bán rời pin nhá, bán kèm như này luôn, combo đốc kèm pin luôn. Đốc cộng pin, giá của nó sẽ là 65.000. Đó, 65.000 cho một bộ combo như này. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái khăn mặt các bác nhá, khăn mặt. Đấy, thì combo của nó sẽ bao gồm cho bác là 20.000 3 chiếc. Bán lẻ là từ 20.000 3 chiếc trở lên. Đấy, còn mua cả bịch thì sẽ bao gồm cho các bác là 10 cái và 60.000. Đấy. Đây. Kích thước của nó thì sẽ là 30 x 50. Khăn của nó thì sẽ là một mặt bông mịn và một mặt là bông thô như này. Giá thì rất hợp lý cho các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là khăn mặt Hàn Quốc nhá. Đấy, khăn mặt Hàn Quốc. Một dây này của nó thì sẽ là 10 chiếc và giá sẽ là 60.000. Còn các bác mua lẻ thì sẽ là 20.000 3 cái. Đó. Mua lẻ thì sẽ là 20.000 cho 3 chiếc nhá. Đấy. Các bác mua lẻ thì sẽ là 20.000 3 cái. 20k này là sẽ là bằng 3 cái nhá. 20.000 bằng 3 cái. Và 60k nhá. 60k là bằng 10 cái nhá. 10 cái sẽ là 60.000. Còn mua lẻ là 20.000 một chiếc. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên cho em là bình 20 nhá. Bình 20. Con này thì dung tích của nó sẽ là 2 lít. Đấy, dung tích của nó là 2 lít nên bên em gọi nó là bình 20. Dung tích của nó là 2 lít cả vỏ và bằng inox 304, dày dẫn chắc chắn. Con nắp mở đây này, ấn này là sẽ mở nắp ra này. Đó, sập vào này. Con này thì các bác dùng để mình đựng nước lọc uống bình thường thôi, chứ còn con này nó không có tính chất giữ nhiệt đâu nhá, dùng để đựng nước lọc uống thôi. Nhưng nó bằng inox nó rất là sạch sẽ. Đấy, lên theo là bình 20 nhá. Bình 20. Dung tích của nó sẽ là 2 lít cả vỏ nhá, 2 lít cả vỏ. Giá sẽ là 90k cho một cái bình như này. 90.000 trong cái bình như này. Ưu điểm của con này bằng inox thì các bác dùng để đựng nước nó rất là sạch sẽ. Đấy, chuyên dùng cho đựng nước lọc để uống rất là sạch sẽ, hoặc các bác có thể đựng các cái dòng nước mà mình không cần giữ nhiệt thì các bác cho vào đây là ok. Qua kiếc nắp nước rất là ngon lành và giá thì rất hợp lý nhá. Một con bình 2 lít như này và giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. 90.000 cho một con bình 2 lít như này. Mua thì rất là hợp lý rồi. Hàng của Nhật cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Đấy. Và cái thông số kích thước của nó đây các bác này. Đấy, chiều cao của nó, chiều rộng của nó là 14 nhá. 14 x 14 x với lại 29 này. Cao là 30 cm. Đó, dung tích là 2 lít rồi ok. Hello chào các bác nha. Này thì bên shop về cho các bác cái lô sen cây này. Đấy, sen cây hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Dao Nhật rồi các cái mã sản phẩm khác. Em lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc bom hàng. Sen cây bên shop lại tiếp tục về nhá. Sen cây bên shop lại tiếp tục về và giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn. Đó. Sen thì bên trong của nó thì nó sẽ là hàng của Nhật nha, còn cái vỏ này thì về là bên em đặt gia công cái vỏ bên ngoài thôi. Đấy, cái vỏ này thì của Việt Nam mình thôi. Còn chất liệu của nó là sen, là hàng inox 304, hàng của thương hiệu Tokyo Rapan của Nhật thôi nhá, rất chất lượng cho bác luôn. Đấy.
một bộ này của nó thì nó sẽ đầy đủ combo cho các bác như này. Đấy. Không, cần to. Cần to, cần to. Cần bàn 5 cân. Đấy thì ở đây nó sẽ là một cái gỗ sen cây như này. Đây em sẽ lắp đặt chi tiết cho các bác xem. Đó, hàng thì rất chất lượng, gửi tới các bác luôn. Công bố giá cho các bác luôn thì các bác lên mã giúp cho em là sen cây nhé. Giá thì sẽ là 1.350.000. 1.350.000. Lên mã cho em là sen cây này. Sen cây này. Sen cây giá sẽ là 1.350.000 nhá. Con này thì nó sẽ là hàng khủng cho nên là yêu cầu là cọc trước 200 nhá. Cọc trước 200.000 này. 200.000. Hàng bắt buộc nhá. Đó, bắt buộc phải cọc con nhá. Đó, bắt buộc rồi. Còn không cọc thì bên em không gửi đâu. Bắt buộc cọc sen cây 1.350.000, cọc trước 200.000. Đó, thì sản phẩm sẽ bao gồm cho bác là một cái củ sen rất là khủng luôn. Đó. Một cái củ sen rất là khủng nhá. Củ sen này thì cân nặng của nó vào khoảng là 2 cân rưỡi 2 cân 6 nhá. 2 cân rưỡi 2 cân 6 trong con củ sen như này các bác này. Đấy. Nguyên con củ này đã 2 cân rưỡi 2 cân 6 rồi các bác nhá. Hàng rất khủng bố cho các bác luôn. Đấy, rất khủng bố cho các bác luôn. Hàng này thì bên shop thanh lý được trong các cái hệ thống siêu thị nó trưng bày. Cho nên là cái giá rất là tốt nhá. Đây, đấy. Hàng của Tokyo Japan các bác này. Đây. Tokyo Japan các bác nhá. Đây các bác này. Đó, đây. Tokyo in Japan các bác nhá. Rất chất lượng cho các bác luôn. Chữ in chìm trực tiếp trên thân luôn nhá. Đó, Tokyo in Japan này. Hàng của nó sẽ là Inox M304 nhá. Inox 304M. Tokyo in Japan cho các bác này. Đó. Đây. Ở đây thì em sẽ cân thử cho các bác xem cái con bát này nhá. À, con củ sen này nhá. Đấy. Đây các bác nhá, đây cái củ của nó đây các bác này. Củ này của nó sẽ là vào khoảng 2 cân rưỡi nhá. 2 cân rưỡi gần 2 cân 6 thì em cứ tính cho các bác là 2 cân rưỡi cho nó sông sinh. Đây, 2 cân rưỡi các bác này. Đấy. 2,5 kg các bác này. Đây. Đấy, 2,5 kg. Các bác trông thấy chưa? Đó, một con củ cực kỳ khủng bố luôn. Đó, hàng nội địa của Nhật, Inox 304 nhá, Su 304. Cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đó. Thì đây em sẽ sắp vào cho các bác xem này. Bộ sản phẩm của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là một củ như này này. Một cái củ sen 2 cân 4, 2 cân rưỡi như này. Đấy, một củ sen 2 cân rưỡi như này rất khủng bố luôn các bạn. Đây. Rất dày dẫn chắc chắn nhá. Kèm thêm cho các bác là đây, sẽ có cho các bác là một cái tay sen như này. Một cái tay sen như này các bác này. Đấy, dòng này nó sẽ là một cái dòng sen cây. Các bác có thể là nâng lên tụt xuống đều được hết nhá. Nâng lên tụt xuống đều được. Nó rất là tiện các bạn, rất là tiện luôn, thì các bác có thể nâng lên tụt xuống khi mà mình sử dụng nhà có nhiều người mà có người cao thì các bác có thể cho lên cho nó vừa cái cứng người. Đó, đây. Sẽ là như này thôi. Đấy. Cái này thì các bác có thể xả ra nhá, xả ra. Đấy, xả hai cái ốc này ra để các bác có thể kéo lên. Đấy, kéo lên kéo xuống như này rất là tiện các bác. Đấy. Kéo lên kéo xuống như này cho em. Đấy. Có thể cho dài cho ngắn luôn nhá, cho dài cho ngắn tùy theo. Đó, đây, các bác có thể điều chỉnh ở đây. Đấy. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái ngưỡng như này. Một ngưỡng như này để các bác xoáy con này vào đây. Kết nối nguồn nước vào đây. Xoáy cái này vào đây xem. Cái này thì nói chung là về nhà là các bác cứ bảo thợ là người ta sẽ xử lý cho các bác thôi. Đấy, thời gian bảo hành thì con này bên em bảo hành cho các bác trong vòng là 10 ngày. Đấy, các bác về các bác cứ lắp đặt sử dụng như bình thường. Đó, bảo hành là cho các bác là 10 ngày luôn. Để các bác sử dụng nhá. Đấy. Lỗi nhất gì thì các bác có thể đổi này. Đấy, lắp vào như này cho em này. Sau đó thì các bác tiếp tục xoáy cho em cái bát sen này vào này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là một cái bát sen như này. Một dây này. Một dây kèm theo cho các bác là hai bát này. Nó sẽ có cho các bác là một cái bát to như này. Đấy, một cái bát nhỏ. Tất cả đều bằng inox hết nhá. Cái bát nhỏ đây, Su 304 các bác này. Đây. Cái này thì về nhà các bác xoáy vào đây cho em này. Đấy. Xoáy cái này ra. Đấy, xoáy ra kết nối vào đây cho em. Đó, kết nối vào đây. Đấy, kết nối vào đây cho em nhá. Rất là ok luôn. Đây là cái bát cầm tay nhá. Bát cầm tay đây. Bát cầm tay thì các bác kết nối vào cái đầu củ nóng lạnh cho em này. Cái đầu củ gật gù này. Kết nối vào cái đầu củ gật gù này cho em này. Đấy, đây cái đầu củ gật gù đây. Các bác xoáy này vào đây cho em. Đó. Giòn riết đàng hoàng. Cho các bác xoáy vào ok. Đấy, xoáy cái này vào đây nhá, có giòn luôn nhá. Đó, đây có giòn luôn này. Tiếp theo là cho các bác một cái bát to này. Bát này thì nó sẽ là 9981 nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 này. 99 là 81 cái đầu bát như này. Sau đó thì các bác xoáy vào cái đầu này cho em. Đây, xoáy vào cái đầu này cho em này.
Đấy, đây nó sẽ có bảo vệ ốc hết nhá. Có bảo vệ ốc yếc đàng hoàng hết. Các bác chỉ về xoáy vào đây, kết nối vào đây cho em là xong. Đấy, các bác kết nối vào cái đầu này cho em. Đấy, ok luôn. Đấy, kết nối vào đây cho em. Đó, xoáy vào đây cho em nhá. Đấy, bên nhà các bác xoáy vào đây cho em. Ok. Đó, thì cơ bản nó sẽ là một cái con sen cây như này các bác này. Một cái con sen cây như này thì sẽ bao gồm cho các bác là một củ này. Đấy, một củ, một thân này, hai bát, một bát to, một bát nhỏ này. Và kèm cho các bác là phụ kiện này, rồi giá này. Cái giá đỡ này thì các bác tháo ra cho vào giữa này để mình treo cái bát sen bé này. Treo bát sen bé các bác nhá. Đó. Và đây là các cái phụ kiện ốc yếc các thứ để về các bác kết nối vào. Đó. Và giá thì sẽ là 1.350.000 cho một cái bộ sen cây như này nhá. Đấy, 1.350.000 cho một cái bộ sen cây như này. Đấy thì con này thì bắt buộc phải cọc nhá. Các bác phải cọc trước là 200.000 thì bên em mới đi đơn. Đó, còn không cọc thì hẹn các bác là bao giờ cọc thì bên em gửi hàng. Cái này nó là quy định rồi, nên là bắt buộc các bác phải cọc thì bên em mới gửi hàng nhá. Đó, thì cái bao bì của nó thì nó không quan trọng đâu. Quan trọng là chất lượng thôi đây. Những cái củ của nó rất là chắc chắn luôn này. Cái này các bác lắp đặt lên thì rất là tuyệt vời luôn, và giá thì rất hợp lý nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con các bác lên mã giúp cho em đó là con rửa xe pin nhá, rửa xe pin. Lô này thì bên shop về cái hàng của thương hiệu Hitachi các bác này, Hitachi. Hàng của Nhật nhá, thương hiệu Hitachi. Đấy, pin của nó đây, 3,2 32.000 mAh này, 199V này. Đó. Kèm củ sạc các thứ đầy đủ cho bác luôn, củ sạc các thứ đầy đủ các bác nhá. Đó, củ sạc các thứ đầy đủ này. Đấy. Đầu điếc các thứ đầy đủ cho các bác luôn này. Đấy, lắp đặt thì rất là đơn giản thôi. Đây em sẽ hướng dẫn chi tiết lắp đặt và test thử cho các bác xem luôn. Test thử cho các bác xem luôn nhá. Con này thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đợt này hàng về giá rất là tốt cho các bác luôn nhá. Hàng của thương hiệu Hitachi nhá. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một pin này, một thân máy này. Dây dài khoảng từ 3 đến 5 mét này, dây dài từ 3 đến 5 mét này. Đầu vòi xịt này, rồi đầu vòi tuyết này các bác này. Đấy. Đây, sách hướng dẫn lắp đặt thì các bác này. Đấy, rất là chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là máy rửa xe pin nhá, máy rửa xe pin. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, rửa xe pin. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn nhá. Đó. Các bác lên mã giúp cho em đó là máy rửa xe pin nhá, rửa xe pin. Lô này thì hàng sẽ về cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó, máy rửa xe pin này. Máy rửa xe pin nhá. Con này thì trước shop đang bán là 350k nhá. Đợt này thì lô này về hàng đẹp và giá rất tốt cho bác luôn. Chỉ còn cho các bác là 300.000 nhá, 300k. Và bao ship tận nhà cho bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Bao gồm là một thân máy, một pin và tất cả các dụng cụ đi kèm. Đó, giá chỉ còn là 300k thôi. Lên treo là máy rửa xe pin, giá sẽ là 300.000. Rồi ok. Một thân máy này, một thân máy này. Đó, thứ nhất nó sẽ có cho các bác là một thân máy này, kèm theo cho các bác là một cái quả pin như này. Pin của nó thì nó sẽ là pin li-ion cũng nhá, pin li-ion như này. Đó, một quả pin như này các bác này. Đó. Máy thì đã test nước ngon lành rồi. Thứ hai là khi các bác lắp thì đây, lắp cái đầu này vào đây cho em này. Đó, lắp cái đầu này vào đây cho em. Đấy, các cái đầu vòi này đều bằng đồng hết nhá. Đầu vòi đầu kết nối bằng đồng hết. Đó. Đây, lắp đầu vòi, như vậy là đã xong phần đầu vòi nhá. Đấy. Và bắt đầu các bác bắt đầu lắp cái phần ngoài cho em nhá. Phần ngoài thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một phần dây như này. Một phần dây như này. Thì khi các bác lắp thì đây nó sẽ có cái đầu này. Các bác xoáy cái đầu ngoài cam này ra này. Xoáy cái đầu cam này ra cho em. Sau đó thì mình sẽ lắp ở đây cho em. Đó. Và cái này mình đẩy lên nhá. Đẩy lên như này. Mình đẩy lên như này này. Sau đó thì mình sẽ xoáy vào này. Đó, xoáy vào này cho em. Đó, ok. Sau đó thì các bác sập vào đây nhá, sập vào đây cho em này. Đó. Phương. Đó. Cái này nó sẽ có một cái lọ bọt tuyết nhá. Có một cái lọ bọt tuyết như này. Đấy. Ừ, lấy nhiều nhiều tí. Một cái lọ bọt tuyết như này các bác cho nước rửa bát hoặc xà bông vào đây tùy theo các bác nhá. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là một cái đốc sạc kèm như này để các bác cắm sạc nhá. Cắm sạc thì đây, các bác sẽ cắm để vào trong này nhá. Đấy, sẽ có cho các bác là cắm ở đây cho em này. Đấy, cắm sạc vào đây nhá. Đó, cắm sạc vào đây. Đấy bác nhá. Đó. Thì và nó sẽ có thêm cho các bác là một cái giỏ dưới này. Cái giỏ dưới này thì các bác chỉ cần lắp vào đây là xong thôi. Đấy, chỉ cần đẩy lên này thôi, cái giỏ này thì nó quá đơn giản rồi. Đấy, cái giỏ này thì nhiều lúc nó nổi thì khi các bác sử dụng thì các bác để ý cho em nhé. Đấy, như này là đã kết nối xong rồi. Và nó sẽ có cho các bác là hai đầu vòi, một đầu vòi tưới cây và một đầu vòi rửa xe. Đấy, màu trắng là tưới cây, màu đỏ là để vòi thẳng rửa xe. Các bác chỉ cần sập lẫy này cho em là xong này. Đó, nó sẽ có cái lẫy này, các bác chỉ cần đẩy xuống sập như này xong. Đó, đây. Đấy, nó sẽ có lẫy bi này, các bác đẩy xuống như này, đẩy xuống như này. Mình đẩy này xong mình thả lẫy ra là nó sẽ sập vào các bác nhá. Đó.
sập lẫy thôi. Đó, nó sẽ như này. Đấy nhá, rất là ngon luôn. Đó. Thì đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Đó, nó sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn, test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đây thì các bác thả vào trong cái xô nước nhá. Đấy. Thả vào cái xô nước. Đấy. Lưu ý là nếu mà nó không nó chưa chìm thì các bác nhấn cho nó chìm xuống để cho nước nó vào nhá. Sau đó thì các bác bóp liên tục cho em này. Đó, bóp cho nó bóp bao giờ nó lên nước thì thôi nhá. Đấy, bóp cho nó lên nước này. Đấy. Các bác phải bóp một lúc nó mới lên nước. Đấy, rồi, ok. Đó, sau đó thì sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Đây các bác nhá, nó xịt rất là khỏe luôn các bác này. Đấy, các bác để cho xịt rửa này. Đấy, rửa này. Đấy, bay hết luôn nhá. Đấy, bay hết bẩn luôn. Các bác có thể thì xịt rửa xe này. Đấy, rửa xe máy các bác nhá, đây xe máy đây. Đấy, xịt rửa xe máy các bác này. Đó. Xịt rửa xe máy rất là ok luôn, qua theo. Đấy. Đấy, đây em xịt rửa xe máy này. Đó, xịt rửa xe máy nhá, rất là ok luôn. Hoặc là các bác có thể rửa sân này. Rửa sân thì nhá, cũng rất là sạch luôn này. Đó. Xịt rửa sân các bác này. Đấy. Rửa xe máy, rửa sân này. Đấy thì các bác về các bác thải hết cái đầu ống ra cho em nhé, cho nó khỏi gấp nhé, cho nó khỏe này. Đấy. Xịt rửa xe các bác này. Xịt rửa xe khá là ok luôn, các bác thấy không? Xịt rửa xe này. Rửa xe. Đấy, rất là mạnh nhá. Áp lực nước cũng khá là tốt như các bác. Đấy, bác nghe tiếng nó kêu chưa? Áp lực nước rất là tốt đấy các bác. Đó. Ngoài ra thì các bác có thể thay cho em cái đầu vòi này vào này. Thay cho em cái đầu vòi trắng này vào để mình tưới cây này. Đấy. Nó sẽ có cái đầu trắng này để mình tưới cây này. Đấy, tưới cây. Đấy. Con này thì đầu trắng này để qua tưới cây này. Đấy, nó sẽ ra cái dạng xương mảnh như này các bác này. Xương mảnh như này, dùng để tưới cây rất là phê luôn các bác. Đó. Các bác có thể cầm cái máy này ném xuống ao là xong, ném cái đầu dây nó xuống ao. Là mình tưới cây rất là tiện. Không cần phải lấy vòi, lấy viếc, lấy xô thùng gì cả, rất phức tạp nhá. Đấy, con này dùng để tưới cây khá là ok luôn nhá. Đó. Xịt tưới cây rất là ok luôn. Đấy, đây các bác thấy không? Xịt tưới cây nhá, rất là rộng luôn. Khá là ok các bác nhá. Đó, đây con này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác, giá rất là hợp lý nhá. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ có tính năng xịt bọt tuyết nhá. Xịt bọt tuyết thì các bác thay cái đầu này vào cho em này. Thay cái đầu cái lọ này vào này. Đấy, thay cái đầu cái lọ này vào. Để mình xịt bọt tuyết nhá. Đấy, thay đầu cái lọ này vào. Đây. Xịt bọt tuyết này. Đấy. Nó sẽ ra dạng bọt tuyết như này các bác này. Đó, bọt tuyết đây. Đấy các bác thấy không? Bọt tuyết để mình xịt mình đấy rất là ok các bác này. Đó, đây. Bọt tuyết này các bác này. Đó. Xịt bọt tuyết nó sẽ ra như này. Đấy, thì các bác có thể rửa xe máy rất là ok luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra gói ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên thì bên shop về cho bác kéo cắt cành trên cao nhé. Hàng thì cực kỳ cao cấp cho các bác luôn, made in Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhé. Con này thì các bác chuyên dùng để mình cắt rồi cưa nhé. Đấy, nó có cả đây cả kéo cả cưa như này, về nhà các bác lắp ráp đúng như trên hình được chưa? Lắp ráp đúng như trên hình này nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Các bác lên cho em là kéo cành trên cao, giá chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Kéo cành trên cao này. Kéo cành trên cao. Giá của nó sẽ là 130k nhá. Giá siêu tốt cho bác luôn, 130.000 cho một kéo cắt cành trên cao như này. Có phần để các bác đút cán vào này, ốc yếc đầy đủ dây để các bác đai các bác kéo cắt nhá. Rất đơn giản luôn. Đó, kéo cắt cành trên cao. 130.000 em sẽ có cái video cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Đó. Về nhà các bác lắp vào cho em cái đầu cái cán vào này. Đó, sau đó thì mình cắt này. Rất là ngon luôn. Đó. Đây các bác nhá. Đó. Cắt này. Cắt rất là ngon luôn nhá. Đó. Cắt rất là ngon luôn. Đây các bác này. Đó, lắp cho em cái cán vào, xoáy ốc vào, sau đó thì mình cắt kìa, cưa thoải mái luôn. Cắt cành này. Cành to, cành nhỏ này, cắt được hết nhá. Đó, cắt xong thì các bác cưa. Rất ok luôn nhá. Đó. Rất ok cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái khóa chữ U nhá. Các bác lên cho em là khóa chữ U. Con này thì nó sẽ là một cái dòng khóa hình chữ U như này. Khóa khá là to luôn đây, bằng cái đầu ngón tay trỏ của em các bác này. Đấy. Con này thì cơ chế vận hành của nó khá là đơn giản thôi, tức là nó không cần chìa. Các bác chỉ cần nhớ mật khẩu là xong. Mật khẩu thì bên shop đang để mặc định cho các bác là dãy số 0 như này, còn về nhà các bác có thay đổi tùy theo nhu cầu mục đích của các bác nhá. Khi các bác muốn đổi mật khẩu thì các bác mở khóa ra này cho em. Tay trái mình cầm khóa như này, tay phải thì ở đây nó sẽ có hai vạch trắng, các bác vặn vạch này đi. Sau đó thì các bác để mật khẩu tùy ý 1 2 3 4 5 6 linh tinh và linh tinh đều được hết.
Sau đó thì các bác vặn cái vạch trắng này lại. Đấy. Làm sao các bác nhớ mật khẩu cho em là ok. Mật khẩu mới của em bây giờ sẽ là dãy số 9 này. Đó, dãy số 9 nhá. Đấy các bác thấy không? Bây giờ em lắp vào này, em chỉ cần đảo đi một số là đã không mở được rồi. Đảo đi một số 0 là đã không mở được nữa rồi. Bây giờ em cho về thì lại mở bình thường. Mở ra rồi thì em lại cài mật khẩu về dãy số 0 nhá. Các bác nhìn hai cái vạch trắng này. Đó, em xoay cái vạch trắng này đi này. Sau đó thì em lại đẩy hết về dãy số 0 như này, em lại xoay trở lại. Thì mật khẩu mới mặc định của em bây giờ lại là số 0 nhá. Vẫn là số 0 mặc định của nhà sản xuất nhá. Lên cho em là khóa chữ U nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 80.000 cho một con khóa chữ U như này nhá. Đấy. Các bác lên cho em là khóa chữ U nhá. Khóa chữ U. Thì bên shop về cho bác giá chỉ còn là 85k nhá. 85k, lên cho em là khóa chữ U nhá. Đang bán là 95.000, đợt này về cho bác giá sẽ là 85k nhá. Khóa chữ U này, đó khóa chữ U, giá của nó sẽ là 85.000 cho một con khóa chữ U như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ổ vàng nhá. Ổ vàng đây. Con này thì chống va đập thoải mái luôn nhá. Chống va đập thoải mái các bác nhá. Đó. Chống va đập thoải mái. Ấm nước là về 2 thùng mà. Chống va đập thoải mái cho các bác luôn. Đó, đây con này. Đấy, bằng cao su non. Đấy, nó sẽ là bằng cao su như này, rất là chắc chắn cho bác luôn. Đập phá thoải mái, nó sẽ có 5 ổ như này. 1 2 3 4 5 các bác này. Có 5 ổ nhá, phần trong là của nó đều kết nối bằng đồng hết nhá. Đấy, các bác lên cho em là ổ vàng, giá chỉ có 45.000 thôi. Đó, lên cho em là ổ vàng này. Ổ vàng nhá, giá của nó sẽ là 45k. 45k cho một cái ổ vàng như này. Đó, rất là ngon luôn. Về nhà các bác xoáy cho em cái ốc này ra, sau đó kết nối dây vào đây cho em là xong. Rất chắc chắn luôn. Hàng nội địa của Nhật này. Công suất của nó sẽ là 16A và 250V. Về nhà các bác chỉ cần là xoáy vào cho em là như này xong này. Rất là chắc chắn luôn nhá. Rất chắc chắn luôn, đập thoải mái các bác này. Đập thoải mái luôn các bác nhá. Đấy, rất chắc chắn luôn. Lên cho em là ổ vàng, giá sẽ là 45.000 nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái gen co nhiệt nhá. Một hộp này của nó thì sẽ là 328 đầu và giá thì chỉ có 50.000 cho một hộp gen co nhiệt như này thôi. 328 chi tiết các bác này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là to nhỏ, lớn bé, mẹ con, dài ngắn, dẹt tròn đầy đủ cả cho các bác nhá. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là gen co nhiệt nhá. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 328 đầu. Đó, gen co nhiệt này. Gen co nhiệt giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một hộp gen co nhiệt như này. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đấy, giá rất là tốt nhá. Chỉ có 50.000 trong hộp thôi. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo hộp đỏ nhá. Các bác lên cho em là kéo hộp đỏ này. Con này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Lần trước thì hết hàng, đợt này mới lại có hàng về cho các bác nhá. Đấy. Thì nó sẽ là một con kéo như này. Hàng của Nhật made in Japan các bác này. Đó. Made in Japan các bác nhá. Đấy, hàng của Nhật nhá. Của nó sẽ là hàng thép liền thân như này, độ mở cực kỳ là to luôn. Khóa của nó sẽ là khóa chữ V này, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn nhá. Và có cho các bác là cái đai như này. Cái đai như này rất là ngon các bác này. Đó, rất là ngon luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng ốp gỗ cực kỳ cao cấp luôn. Thép liền thân và ốp gỗ như này, bền vĩnh cửu luôn các bác nhá. Và cắt thì cực kỳ là ngon luôn. Cắt rất là ngon các bác này. Đấy. Cắt rất là ngon luôn các bạn. Đây, cắt rất là ngon luôn các bác theo. Đây. Cắt rất ngon các bác này. Đó. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ là cao cấp cho các bác nhá. Cắt rất là ngon luôn. Đây. Đấy. Hàng made in Japan các bác này. Đây, made in Japan, hàng nội địa của Nhật nhá. Ở trong cái hộp nó màu đỏ như này, các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà rất là đẹp luôn. Đó. Lên cho em là kéo hộp đỏ nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150. Lên cho em là kéo hộp đỏ nhá. Giá của nó sẽ là 150.000. Đó. Lên cho em là kéo hộp đỏ này. Kéo hộp đỏ, giá sẽ là 150k nhá. 150k cho cái em kéo hộp đỏ như này, giá quá tốt luôn. Con này năm ngoái bên shop còn bán 270.000 một chiếc nhá. Đó. Năm nay hàng về giá siêu tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con đèn các bác lên mã giúp cho em là đèn mang sông nhá. Có phải đèn mang sông không? Trăm mấy nhỉ? Các bác lên cho em là đèn mang sông nhá. Giá sẽ là 130.000, 140.000. Đó. Xin lỗi các bác là 140.000, có kèm một cái cáp sạc như này. Lên mã giúp cho em là đèn mang sông. Con này thì rất là tiện luôn. Chất liệu của nó thì bằng nhựa thôi nhưng mà nó lại rất là đẹp, dày dẫn chắc chắn lắm các bạn. Đấy. Mặt sau này thì nó sẽ dít dít này, nó sẽ có là một quả pin 18650 như này, rất là tiện này. Đấy, pin 18650 đây, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Rất là tiện luôn. Đấy. Con này thì nó bằng nhựa nhưng mà cái cách thức sản xuất của nó thì nó khá là đẹp các bạn. Dày dẫn chắc chắn, chuông chắn và rất là đẹp luôn. Đó. Rất là đẹp và giá thì rất hợp lý nhá. Đây các bác, về nhà thì con này chỉ việc sử dụng thôi. Về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Đó.
hàng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây, hàng của Nhật này, made in Japan quá này. Đó, made in Japan nhá, hàng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây, made in Japan này, về nhà các bác chỉ cần xoáy cho em cái này lên này. Đấy, sau đó thì các bác có thể điều chỉnh sáng tối ở đây nhá. Đấy, có thể tùy chỉnh sáng tối này. Đó, có thể tùy chỉnh sáng tối ở đây, rất là ngon luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đó, chỉ có 140.000 thôi. Có thể điều chỉnh sáng tối và tắt luôn này, tắt này, bật này và điều chỉnh sáng tối ở đây. Đó, các bác có thể dùng để làm đèn ngủ này, đề co trang trí phòng ngủ, phòng khách này, rồi ngoài cổng, ngoài sân vườn đều được hết nhá. Đấy, con này nó có cái lẫy che, có cái mái che như này cho nên là chống được cả nước luôn. Đấy, và nó sẽ là bên trong này của nó sẽ là cái dạng meca nhá, meca. Nó rất là đẹp luôn. Đó, có thể tùy chỉnh sáng tối như này, có thể dùng ăn cơm, ăn nước hoặc là dùng các công việc đều được hết nhá. Hàng made in Japan cho các bác này, cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn, hàng của Nhật nhá, made in Japan. Đó, và giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 140.000. Lên mã giúp cho em Huấn đó là đèn mang sông các bác nhá. Đấy, đèn mang sông. Giá sẽ là 140.000. Đấy, các bác lên cho em đó là đèn mang sông 140k. Đó, đèn mang sông này. Đèn mang sông. Giá của nó sẽ là 140 cành nhá. 140 cành cho con đèn mang sông như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái các bác lên cho em là sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho các bác cái bình 2 lít nhá. Dung tích của nó sẽ là 2 lít cả vỏ các bác nhá, 2 lít cả vỏ. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 nhá, 90.000 cho một con bình như này. Đấy. Các bác lên cho em là bình 20 nhá. Lên cho em là bình 20. Giá của nó sẽ là 90k cho một con 90k cho một con bình 20 như này. Inox 304 cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Con này thì chủ yếu các bác dùng để mình đựng nước lọc mình uống thôi. Dung tích của nó sẽ là 2 lít cả vỏ nhá. 2 lít cả vỏ thì nói chung con này nó cũng vào khoảng lít 8, lít 9 rồi. Cái vỏ của nó rất là xinh này. Qua này, đó. Đây. Đấy, và các bác bật nắp như này để mình mở ra này. Đấy, con này thì các bác đựng nước lọc, nước liếc uống thì vừa sang, vừa lịch sự, vừa ngon lành. Đấy, ngon lành sạch đẹp cho các bác luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k nhá. 90k cho một con bình 2 lít như này. Bên em gọi nó là bình 20 nhá. Lên cho em là bình 20, rất đơn giản thôi. Đó, các bác chỉ cần nhấn nắp như này là xong. Các bác có thể dùng để đựng nước lọc này, các cái loại nước uống đều ok hết nhá. Rất là sạch đẹp, sạch sẽ. Inox 304 sáng bóng đẹp tuyệt vời luôn. Và giá thì rất là hợp lý cho các bác nhá. Một con bình tuyệt vời ông mặt trời như này. Mà giá bên shop đang gửi tới bác chỉ có cho các bác là 90.000 cho một con bình như này thôi. Đó. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ là cao cấp luôn. Đấy. Kích thước của nó sẽ là 15 x 15 x 29 nhá. Đấy, dài rộng là đều là 15 và cao là 29 các bác nhá. Đó, cơ bản là như vậy. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đũa sứ các bác nhá, đũa sứ. Cái này thì bên shop bán khá là nhiều rồi. Hàng này nó cũng là hàng của Nhật cực kỳ là cao cấp luôn. Một vỉ này bao gồm cho các bác là 5 đôi. Đũa của nó sẽ là chất liệu là bằng sứ nhá. Đấy, mà sứ thì các bác biết rồi. Sứ nó là một cái chất liệu cực kỳ là sạch luôn. Đó, nó sẽ là một cái chất liệu siêu sạch luôn các bác nhá, siêu sạch luôn. Đấy, thì ăn cơm thì mình thường sử dụng là bát sứ rồi các bác đó. Đấy, bát đũa là mình biết rồi. Bát bằng sứ này, giờ lại có cả đũa bằng sứ đấy nhá, rất là đẹp luôn. Đấy, con này dùng thì ăn cơm thì thôi rồi luôn các bác nhá. Đấy, gắp thì không bị trơn này, thứ nhất là không bị trơn này, thứ hai là nhanh khô này. Đấy, kháng khuẩn này, rồi chịu được nhiệt độ cao nhá. Đấy, cái này nhiệt độ thoải mái luôn, các bác dùng để chiên rán xào nấu cũng ok. Một vỉ này của nó là 5 đôi. Đấy, các bác lên cho em là đũa sứ nhá, đũa sứ. Giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là đũa sứ nhá. Đấy, đũa sứ, giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k trên một vỉ như này bao gồm cho các bác là 5 đôi đũa sứ, rất là đẹp luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy trà bếp nhá. Các bác lên cho em là máy trà bếp. Đấy, nó sẽ là một con máy như này. Đấy, đầy đủ các cái phần chi tiết cho các bác xem này. Đó. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đấy. Đấy, máy chạy rất là khỏe luôn, có kèm cả các cái miếng mút như này và có cả miếng dán, có cả đai để các bác dán lên tường luôn. Một con máy như này chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đó, các bác có thể dùng để mình trà cọ rửa nhà, tắm nhà, vệ sinh, toilet rồi các cái khu vực khác đều ok hết nhá. Đấy, giặt thảm giặt tiếc, máy chạy rất là khỏe và chắc chắn. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên cho em là máy trà bếp. Đấy, giá của nó sẽ là 100.000 cho một con máy trà bếp như này. 100 đúng không? Lên cho em là máy trà bếp này. Máy trà bếp giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con máy trà bếp như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá. Đấy, mình có thể sử dụng để mình đánh dọn bếp này. Rồi thảm này, rồi chậu rửa này, xoong nồi này. Đó, dép guốc cũng chơi được hết nhá. Đó, rất là sạch luôn. Bếp giáp mà mình bị dầu mỡ này, rồi nói chung là tất cả các vị trí nhá.
xong nồi mâm ấm chậu chảo rửa bát được luôn nhá. Đấy, bát đũa kỳ cọ rửa ráy đều ok hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý luôn. Lên cho em là máy trà bếp giá chỉ có 100.000 thôi. Đấy, rất là ngon luôn các bác nhá. Đánh rửa nhà, tắm nhà, vệ sinh, toilet, bếp giáp này. Đó, đều ok hết nhá. Đó. Đây. Đấy, đánh rửa bếp này, kỳ cọ này, rất là ok luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dòng sản phẩm nữa, đó là cái khăn bếp nhá. Khăn bếp cái này thì chuyên dùng để lau bếp, còn các bác lau bát, lau đũa, lau mâm ấm chậu chảo, nồi niêu đều được hết nhá. Đấy, hoặc là dùng để rửa mặt cũng được. Nhưng mà em bán cái này em gọi là khăn lau bếp nhá. Đấy, thì một bịch thì của nó sẽ là 10 chiếc và giá sẽ là 30.000. Hàng thì cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn, rất dày dẫn chắc chắn nhá. Kích thước của nó sẽ là 20x20 nhá. 20x20 siêu dày dẫn chắc chắn nhá. Đó, và giá thì bên shop đang gửi cho bác cái một bịch như này. Các bác lên cho là khăn bếp nhá. Giá của nó sẽ là 30.000 cho một bịch bao gồm 10 chiếc. Bên em bán theo một bịch như này nhá. Đấy, bán theo một bịch như này. Lên mã giúp cho em là khăn bếp này. Đó, khăn bếp giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k trên một bịch khăn bếp này, bao gồm 10 chiếc các bác nhá. Đó, 10 chiếc. Rồi ok. Hello, chào các bác nhá. Nay thì Phạm Huấn lại tiếp tục về rất nhiều mã hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái hũ gia vị nhá. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi và cái giá thì nó rất là hợp lý cho các bác thôi. Chỉ có 15.000 cho một chiếc như này các bác nhá. 15.000 cho một chiếc hũ gia vị như này. Hàng này thì nó sẽ có cả nắp cho các bác luôn. Đấy. Có cả nắp và có thìa thiếc đầy đủ cho các bác luôn. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đây. Đấy, cái nắp này nó sẽ như này các bác này. Đấy, về nhà các bác cứ cho cái vào đây chị ạ. Cho cái thìa này vào đây. Sau đó thì mình xúc như này thôi. Xúc này rất là tiện này. Đấy, sau đó thì mình lại đậy nắp lại rất là ngon lành cho các bác luôn nhá. Đây. Đây nó sẽ như này các bác này. Đấy, về nhà các bác cho cái thìa này vào đây cho em. Sau đó thì mình xúc này, xúc xong mình lại đậy nắp này lại này. Đấy, rất là tiện dụng và sạch sẽ các bác nhá. Nó rất tiện dụng sạch sẽ luôn. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái thìa như này. Và cái này nó bằng thủy tinh nhá, nó bằng thủy tinh. Cầm danh cái 6 hũ gia vị đây. Đấy. Thì các bác chỉ cần sập cái này là xong. Đó, rất là tiện luôn. Đó, thì các bác có thể cho muối, mắm, mì chính, hạt tiêu rồi các cái loại ngũ cốc, các loại hạt vào đây cũng được. Đó, rất là tiện dụng con này. Đấy, đậy nắp lại là xong. Nó bằng thìa như này rất là tiện dụng thì các bác trà nấu thì mình cho mình xúc này luôn, nó rất là tiện. Hả? Có đáp. Đấy thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt nhá. Lên mã giúp cho em đó là hũ gia vị nhá. Cầm cho anh cái bộ 6 hũ đây. Đấy, lên mã cho em hũ gia vị, một cái bộ hũ gia vị như này bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 15.000 cho một hũ như này nhá. Đấy. Các bác lên cho em là hũ gia vị giá của nó sẽ là 15k. Đó, hũ gia vị này. Đó. Hũ gia vị giá của nó sẽ là 15k nhá. 15k trên một hũ như này. Mua từ 3 cái thì sẽ tính cho bác là giá 40k nhá. 40.000 cho 3 chiếc. Đó, 3 cái là sẽ là 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ 6 hũ gia vị nhá. Đó. Lấy cho anh con dao mình. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bộ 6 hũ gia vị nhá. Bộ này của nó sẽ bao gồm là 6 chiếc này. Đó, đây. 6 chiếc như này. Đó. Thì cái này nó cũng rất là tiện. Đấy, nó sẽ có sẵn cho các bác là 6 cái hũ như này, về nhà các bác chỉ việc là cho gia vị vào đây thôi. Đấy, con này thì nó sẽ không có thìa nhưng mà đổi lại thì nó lại có các cái dạng nắp lỗ như này. Đầu tiên là lỗ nhỏ này, sau đó lên lỗ nhỡ này và đến lỗ to này. Các bác cho vào cho em. Đấy, cho vào đây. Sau đó thì mình cứ thế là mình lấy thì mình xoay tròn đi. Đấy, các bác có thể cho muối, mắm, hạt tiêu, hạt các cái loại hạt rồi mì chính được hết các bác nhá. Đó, các bác cho hết vào đây cho em. Sau đó thì mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện. Đó. Và của nó thì bộ này của nó bao gồm cho các bác là 6 hũ luôn nhá. Bao gồm cho các bác là 6 hũ luôn. Cho nên nó rất là tiện để cho các bác sử dụng các bạn. Đấy, lên mã giúp cho em là bộ 6 hũ gia vị nhá. Bộ 6 hũ gia vị. Bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000. 130.000 cho một cái giá xoay kèm 6 hũ gia vị như này. Các bác thấy không? Rất là đẹp luôn. Rất đẹp, rất là xịn sò và tiện ích nhá. Đấy. Rất đẹp, rất xịn sò và tiện ích luôn các bác này. Đó. Bộ 6 hũ gia vị như này. Bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 nhá. 130.000 cho bộ 6 hũ gia vị như này. Cái này thì các bác lên cho em là bộ 6 hũ gia vị nhá. Bộ 6 hũ gia vị. Giá sẽ là 130k. Đó. Bộ này 6 hũ gia vị này. Đó, 6 hũ gia vị nhá. 6 hũ gia vị giá của nó sẽ là 130k nhá. 130k. Đó, còn cái này thì các bác chỉ lên tên cho em là hũ gia vị không thôi. Các bác lấy bao nhiêu cái thì lấy, còn cái này là bên em bán theo bộ như này. Một bộ này là 6 chiếc, giá sẽ là 130.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái đèn thần tài nhá. Các bác lên cho em là đèn thần tài.
Trước thì em có bán cái đèn dầu nhưng mà nó phải lắp pin, nó lằng ngoằng. Còn cái này thì nó sẽ có sẵn pin sạc về nhà, các bác chỉ cần là cắm sạc vào thôi em là xong, nó rất là tiện ích luôn. Con này thì hàng rất là VIP cho các bác luôn. Rất là đẹp và nó là một trong những cái hàng rất là dày dẫn và chắc chắn nhá. Đây, về nhà thì các bác lắp cho em cái phần đèn này vào này. Đấy, sau đó thì có công tắc ở đây các bác bật lên này. Và các bác chỉ cần chạm nhẹ này là đèn sẽ lên nhá. Đấy, chạm nhẹ sẽ lên này. Chạm nó tắt, chạm nó lên rất là tiện này. Đấy. Các bác không cần phải động tay động chân vào nữa. Có kèm cho các bác một cáp sạc này về nhà, các bác cắm ở củ sạc điện thoại nhà mình. Đấy, và có cả điều chỉnh sáng tối ở cái con này luôn nhá. Có chiếc app điều chỉnh sáng tối luôn. Rất là tiện các bác này. Đấy, tối này, sáng hẳn này. Đó. Có chiếc app điều chỉnh sáng tối luôn các bác nhá. Đây. Đấy, cái này các bác có thể tháo ra được như này. Đấy, tháo rời ra được các bác nhá. Nó có cái lẫy này. Có cái lẫy này rất là tiện này. Có bốn cái lẫy chân lẫy này các bác có thể tháo rời ra được tùy theo nhu cầu mục đích sử dụng của các bác nhá. Đấy. Khi vận chuyển cho các bác thì bên em cũng nó đóng gói là nó sẽ xoay ngược như này. Đấy, nó sẽ xoay ngược như này. Đấy các bác nhá. Đấy thì về nhà các bác về các bác chỉ cần lắp ngược trở lại cho em xong, bật công tắc lên nhá. Bật công tắc lên xong chạm nhẹ vào đèn là nó sẽ lên. Trước khi các bác dùng thì các bác phải bật cho em công tắc này cho cái đèn báo nó lên này, chạm nhẹ vào đèn này cái nó lên này. Đấy. Các bác chạm vào đèn này nó lên. Đấy. Đập vào này nó lên, đập vào này nó tắt này, rất là tiện nhá. Đấy, chạm nó lên, chạm nó tắt rất là tiện luôn. Đấy, nhưng các bác phải bật cái công tắc này đèn báo lên đã nhá. Đó, đèn báo lên này thì mới bắt đầu sử dụng được này. Đấy các bác thấy không? Vỗ đít nó cũng lên này. Đấy, rất là ngon nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là các bác lên mã giúp cho em đó là đèn thần tài nhá. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một con đèn thần tài như này. Đấy, 60k cho một em đèn thần tài như này. Con này thì rất là tiện để cho các bác sử dụng ở ban thần tài này, hoặc là bàn thờ này, hoặc là trang trí decor. Đấy, nhà hàng khách sạn cũng đều được hết. Nó rất là đẹp và nó sạc pin rất là tiện. Đây mã giúp cho em là đèn thần tài nhá. Đèn thần tài này. Đó, đèn thần tài giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho em đèn thần tài như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bảng tô nhá. Các bác lên cho em là bảng tô. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đó. Và cái giá thì nó cũng rất là hợp lý cho bác thôi. Một cái con bảng tô như này. Rất đẹp, rất chất lượng các bác này. Đấy, đây thì nó sẽ kèm cho các bác là một cái bút như này. Đấy, và đây có cái công tắc này, các bác mở cái công tắc này lên cho em nha, mở cái công tắc đằng sau này lên thì mới sử dụng được này. Đó, các bác viết lách thoải mái này, nhấn phát nó hết này. Đấy, viết lách thoải mái cho em luôn. Đó, đây. Đấy các bác nha, rất là tiện luôn, các bác lên các bác gõ là shop Phạm Huấn nhá. Đó, shop Phạm Huấn này. Shop Phạm Huấn nhá. Đó. Shop Phạm Huấn nhá. Đó. Rất là ngon luôn các bác nhá. Đấy, xóa đi này. Đấy, viết tô vẽ thoải mái nhá, xong rồi xóa đi này. Giá thì chỉ có 50.000 thôi, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho các em bé nhà mình. Để các em nó dùng, nó chơi, nó tránh xa điện thoại, máy tính bảng nha. Một cái trò chơi rất là thông minh. Để các em thỏa sức sáng tạo tô vẽ. Hoặc là các bác làm nhà văn, nhà báo, nhà thiết kế, các bác có thể tô vẽ ở đây, sau đó thì mình xóa đi không sạch, không bị bẩn nhá. Đó. Lên mã giúp cho em là bảng tô. Bảng tô giá của nó sẽ là 50k một chiếc nhá. 50.000 cho một chiếc bảng tô như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em là khay bánh bao nhá. Lên cho em là khay bánh bao. Đấy, nó sẽ là một con khay như này rất là đẹp luôn. Đó, khay bánh bao nhá. Đồ dùng gia đình cao cấp các bác này. Đấy. Một con khay bánh bao như này rất là đẹp các bác này. Đấy. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây. Đây nó sẽ có cái quai như này ở giữa này luôn này các bác này. Rất là tiện này. Đấy. Một con khay hấp bánh bao rất là ngon luôn. Đấy, rất là ngon các bác nhá. Đó, có cả cái quai này. Con này thì các bác có thể dùng để mình đựng hoa quả này, hoặc là hấp bánh bao này, hoặc là chiên xào nấu gọi là hấp các loại gia vị đều ok hết nhá. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đây, đồ dùng gia đình chất lượng cao quá này. Đó. Hấp xôi inox nhá. Đó. Đây, bên này thì các bác dùng đựng hoa quả này, bên này thì các bác có thể dùng để hấp bánh bao này. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Siêu dày dẫn và chắc chắn nhá. Đấy, siêu dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác giá rất là tốt nhá. Các bác lên cho em là khay hấp bánh bao. Giá một con khay bánh bao này giá chỉ có 50.000 thôi. Đấy, 50k cho con khay hấp bánh bao như này. Lên cho em là khay hấp bánh bao. Khay hấp bánh bao. Đó. Khay hấp bánh bao giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một con khay hấp bánh bao như này các bác này, rất là tiện dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đũa của Nhật các nhá. Đũa của Nhật đây. Đấy thì vỉ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 10 đôi. Các bác lên cho em là đũa Nhật nhá, vỉ 10 đôi. Và nó sẽ là dòng đũa sợi thủy tinh cao cấp luôn. Đũa được làm từ sợi thủy tinh cao cấp, kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc các bác nhá. Đấy. Kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc, chống các loại côn trùng các bác nhá. Đấy, chống nấm mốc, chống các cái loại vi khuẩn xâm nhập các bác nhá. Giá thì rất là rẻ cho các bác luôn. Đấy. Giá thì một cái vỉ đũa như này bao gồm là 10 đôi nhá. Các bác lên cho em là đũa Nhật này, hàng made in Japan cho các bác luôn. Hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật 100% là hàng của Nhật, toàn bộ chữ Nhật hết nhá. Toàn bộ chữ Nhật hết này. Chịu được nhiệt độ cao lên tới 200 độ C này,
kháng khuẩn 99% luôn, chống nấm mốc kháng khuẩn nhá. Hàng made in Japan. Đây, mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng. Đấy, lên cho em là đũa Nhật nhá. Lên cho em là đũa Nhật. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. 40k cho một vỉ đũa như này bao gồm cho các bác là 10 đôi nhá. Lên cho em là đũa Nhật 10 đôi. Giá của nó sẽ là 40k bác nhá. 40.000 cho một vỉ đũa 10 đôi như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về các bác. Cái sản phẩm đó là cái khăn lau mặt có nhá. Đấy, khăn lau mặt như này. Đấy, các bác lên cho em là khăn mặt Hàn Quốc nhá, khăn mặt Hàn Quốc. Một bịch này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 10 chiếc nhá, 10 chiếc. Giá thì bên shop đang gửi tới bác sẽ là bán theo combo từ 3 chiếc trở lên. 3 cái thì nó sẽ là 20.000 cho 3 chiếc nhá. 20.000 cho 3 chiếc khăn mặt như này. Hàng chất liệu 100% là sợi bông tự nhiên, một mặt là bông mịn và một mặt là bông thô để các bác rửa mặt rất là sạch sẽ luôn. Các bác ngoài rửa mặt thì các bác có thể dùng để lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa, lau quần, lau áo, nói chung là lau ở đâu cũng được. Và giá thì rất là hợp lý cho bác nhá. 20.000 cho 3 chiếc khăn mặt như này, bình thường các bác ra cửa hàng mua đã phải mất là 20.000 một cái rồi. Mà đây là em bán cho các bác là 20.000 3 chiếc này. Còn các bác mà mua cả bịch như này nhá, giá còn tốt hơn nhiều. Đấy. Mua lẻ thì sẽ là 20k nhá, 20k là bằng 3 cái nhá. Đấy. Còn mua cả bịch như này là sẽ là 10 cái này. 10 cái là sẽ là bằng 60k nhá. 60.000 cho 10 cái như này. Đó, giá siêu tốt cho bác luôn. Đó, giá rất là tốt cho bác luôn. Rồi, ok. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái lô khăn tắm Hàn Quốc nhá. Các bác lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc nó sẽ có mấy màu như này các bác này. Đó, mua đồ biển đi. Khăn tắm Hàn Quốc nó sẽ có mấy màu này các bác nhá. Đó thì bên shop sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đó. Thì nói chung là nó cũng toàn những cái màu đẹp, màu trung tính hết nhá. Màu đẹp, màu trung tính. Rất là sạch sẽ. Đó, thì bên shop sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác nhá. Và giá thì chỉ có 40.000 cho một cái con khăn tắm Hàn Quốc này thôi. 40.000 các bác nhá. Kích thước của nó là 40 x 70 x 1m4. Nói chung là các bác cũng chả đi đâu mà mua được một cái khăn tắm to đại như này. Đấy, to đại như này các bác này. Đấy. Một cái khăn tắm rất là to luôn. Và nó sẽ có hai mặt nha, một mặt là bông thô và một mặt là bông mịn như này nhá. Đấy. Một mặt bông thô, một mặt bông mịn như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực tốt luôn. Kích thước của nó sẽ là 40 x 70 x 1m4 nhá. Đấy, hàng rất khủng cho các bác luôn. 70 x 1m4 và giá thì bên shop đang gửi tới bác một con khăn tắm như này. Giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k. Đó, có lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc này, đó. Khăn tắm Hàn Quốc đó. Khăn tắm này. Khăn tắm Hàn Quốc giá của nó sẽ là 40k trên một chiếc nhá. Và kích thước của nó sẽ là 70 x 1m40 nhá. 70 x 1m40. Đó, rất là to luôn. Và có các màu như này, màu xanh, hai màu xanh. Đấy, ba màu xanh luôn này, ba màu xanh. Đấy, một màu hồng, một màu trắng. Nói chung là các cái màu này không phải màu trắng mà nó là màu be nhá. Màu be, màu này màu tối rất là đẹp màu luôn. Đấy, giá thì chỉ có 40k thôi. Đó, các bác lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc nhá, giá sẽ là 40.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho các bác cái miếng dán thải độc chân nhá. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Con này thì rất là đơn giản thôi. Về nhà các bác sử dụng thì một bịch này của nó sẽ bao gồm là 50 miếng nhá, 50 miếng liền. Về nhà các bác chỉ cần việc là bóc ra này. Đấy, bóc ra sau đó thì nó sẽ có cho các bác là hai phần. Một phần là cái gói thuốc này, một phần là gói thuốc này. Đấy, gói thuốc này thì được làm từ rất là nhiều các loại thảo mộc khác nhau. Đấy, chuyên thải độc gan bàn chân cực kỳ là tốt luôn. Gan bàn chân thì nó rất là nhiều huyệt đạo và nó rất là nhiều các cái phần độc tố. Và gan bàn chân về nhà các bóc cái gói thuốc này ra cho em. Một gói này của nó sẽ bao gồm là hai túi này, hai túi như này. Sẵn hai túi luôn. Và các bác bóc cái bịch giấy này ra cho em này. Bóc cái giấy dán này ra. Đó. Các bác lấy một tờ giấy này. Đó, lấy một tờ giấy. Hai chân thì lấy cho em hai tờ. Đây, sau đó thì các bác bóc cái này ra này. Đấy. Bóc cái này ra. Đó, sau đó thì mình sẽ dán cái gói thuốc này vào đây, dán gói thuốc này vào đây, dán cái mặt chữ này vào phần miếng dán này nhá. Sau đó thì các bác dán vào cái gan bàn chân cho em. Đó, đây. Ví dụ đây là cái bàn chân thì các bác dán vào cái gan bàn chân này cho em. Đó. Dán như này nhá. Sau đó thì các bác để cho nó qua đêm nhá, để qua đêm. Đó. Khi mà để qua đêm thì cái thuốc nó sẽ hấp thụ vào cái gan bàn chân nhá. Đấy, và nó sẽ hút các cái độc tố vào gan bàn chân ra thì nó rất là tốt luôn. Đó. Lên cho em là miếng dán thải độc chân nhá. Giá của nó sẽ là 40.000 cho một bịch như này luôn. 40.000 một hộp này bao gồm 50 miếng nhá. Đó. Có lên cho em là miếng dán thải độc chân này. Đó, miếng dán thải độc chân. Miếng dán thải độc chân nhá. Thải độc chân. Giá của nó sẽ là 40k trên một bịch nhá. 40.000 trên một bịch này. Bịch này của nó bao gồm là 50 miếng nhá, 50 miếng. Nếu các bác dán hai chân thì nó sẽ là được 25 lần. 25 lần cho một bịch như này. Đó.
lên cho em là miếng dán thải độc chân. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có 40.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái lô đó là cái bóng 10W nhá. À bóng 3W nhá, 10k một chiếc như này. 10.000 trên một chiếc bóng 3W này con này. Đây 3W này. Công suất của nó là 3W, 6.500k nhá. Độ sáng của nó rất là sáng luôn. Công suất của nó là 3W. Con này thì các bác dùng nó rất là tiện ích để mình dùng sử dụng trong cái khu vực nào mà không cần chiếu sáng lớn nhưng mà cần sáng liên tục thì các bác sử dụng cho em. Đây. Đấy, bật lên này. Khá là sáng luôn nhá. Công suất của nó chỉ có 3W thôi nhá. Các bác có thể để qua đêm qua ngày được. Đấy, ví dụ như để ngoài cửa, ngoài cổng hoặc các khu vực nhà tắm, nhà vệ sinh hoặc là hành lang. Khu vực nào mà mình cần ánh sáng liên tục nhưng mà không cần sáng lắm, chỉ cần là đủ ánh sáng để các bác đi lại ban đêm. Đấy, hoặc là ngoài cổng, ngoài cửa để các bác chống trộm, chống giếc rất là ok. Đấy, công suất của nó là 3W nhé. Công suất của nó là 3W. Các bác lên cho em là bóng 3W nhé. Bóng 3W giá của nó sẽ là 10k. Đó, lên cho em là bóng 3W này. Bóng 3W giá của nó sẽ là 10k nhé. 10.000 trên một quả bóng 3W thế này. Đó, giá của nó sẽ là 10k trên một quả nhé. 10.000 trên một quả bóng 3W thế này. Rất tiện luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái con dao chặt đứt nhá. Con dao chặt đứt con này thì nó sẽ vào khoảng là 4 đến 5 lạng các bạn. 4 đến 5 lạng mình của nó thì nó sẽ dày khoảng 1 ly rưỡi. Dày khoảng 1 ly rưỡi rất là đầm và chắc chắn luôn. Đó. Con này thì cũng khá là bén đấy các bạn. Để em thử dọc giấy cho bác xem nhá. Đó, đây em dọc giấy cho bác xem nó có dọc được giấy không. À, rất là bén luôn các bạn. Rất là bén luôn. Đó. Một con dao chặt mà dọc được giấy như này thì các bác yên tâm sử dụng rồi, nó rất là bén. Các bác có thể dùng để thái cũng được các bác nhé, để thái cũng được. Đấy. Con này thì các bác dùng để chặt hoặc là băm cũng ok, tại vì là dao nó có cái độ dày vừa phải và nó không quá nặng nhá. Cân nặng của nó thì nó vào khoảng là 4 đến 5 lạng nhá, 4 đến 5 lạng. Đấy. Đây, hàng liền thân như này, đúc liền thân hết nhá, dùng để băm chặt cực kỳ là thích luôn. Hàng của Đức siêu bén luôn các bác nhá, rất là bén luôn. Đó. Các bác lên cho em là dao chặt đứt nhá, dao chặt đứt này. Các bác lên cho em là chặt đứt nhá. Đó, chặt đứt. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100 cho mấy? Chặt đứt này. Hàng made in Germany cũng nhá. Đó, made in Germany các bác này. Đó. Dao chặt đứt hàng made in Germany. Đó, giá của nó sẽ là 150k nhá. 150k cho con dao chặt đứt như này. Các bác lên cho em là dao chặt đứt, giá sẽ là 150.000. Đấy, 150.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con dao, các bác lên cho em là dao hoa nhá, dao hoa. Con này thì các bác có thể dùng để vừa chặt vừa thái cũng ok. Đó. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Cán của nó sẽ là cán ốp gỗ và dao của nó sẽ là dao Nhật. Bản của nó thì dày khoảng gần 1 ly nhá. Con này thì chắc là khoảng 3-4 cm gì đấy các bác nhá. Khoảng 3-4 ly gì đấy. Đó. Nặng khoảng 3-4 lạng gì đấy các bác nhá. Đó, cũng rất là bén luôn con này. Con này dùng để thái thì rất là ok luôn. Thái băm chặt thoải mái nhá. Đấy, nó rất là nhẹ nhàng các bác, rất là nhẹ nhàng. Các bác dùng để băm nhẹ này hoặc chặt cũng rất là ok thôi. Đó, và dao rất là bén nhá, mình dao cực kỳ là bén cho các bác luôn. Đó. Hàng của nội địa của Nhật đây, made in Japan con này. Đó, made in Japan. Con này thì các bác lên cho em là dao chặt hoa nhá. Đấy, lên cho em là dao hoa. Con này thì vừa chặt vừa thái ok. Chiều dài của nó thì khoảng 30 và chiều rộng của dao thì khoảng là 10. Đấy, lưỡi thì dài khoảng 20 nhá. Đấy, tổng cả cán thì khoảng 30. Lên cho em là dao hoa. Giá sẽ là 130.000 cho một con dao hoa như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái cân các bác nhé. Các bác lên mã giúp cho em đó là cân 5 nhé. Con này thì nó sẽ cân được 5 cân. Đó, cân được 5 cân. Đó, một con cân cực kỳ chất lượng như này. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em là cân 5 nhé. Con này thì nó sẽ là cân được 5 cân. Đó, cân được 5 cân các bác nhé. Và giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. 50.000 nhé. Hàng lô này về thì nó sẽ không có kèm pin đâu các bác nhé, không kèm pin đâu. Đó, lô này về thì sẽ không có pin nhá. Đó, lô này về thì sẽ không có pin. Lô này về thì hàng sẽ không có pin đâu các bác nhá. Về các bác tự mua pin thôi. Đấy, nó sẽ là cái pin con thỏi loại nhỏ như này. Đó, về nhà các bác tự mua pin các bác lắp vào cho em nhá. Đó. Lô này nó về thì nó sẽ không có sẵn pin đâu, cho nên các bác hết sức thông cảm thôi. Giá thì chỉ có 50 cành cho một con cân này thôi, cho nên là các bác có hết sức thông cảm nhá. Con này có cả chức năng trừ bì luôn. Đây. Các bác đặt lên này cho em này. Đấy, sau đó thì mình cân này. Đó, đấy nhá, em sẽ cân cái gói thải độc chân này cho các bác xem nhá. Đây. Đấy, cái thải độc chân này của nó thì nó sẽ là 316 gram nhá, 316 gram. Các bác có thể ấn như này cho nó về không này. Về không sau đó thì các bác lại cân các cái thứ khác như bình thường này. Đó, đây lại cân các bác này. Đó, đây. 304 gram nhá. Đó. Thì các bác có thể là bỏ ra. Đó. Sau đó thì mình lại nhấp cái nút 0 này nó sẽ về 0 nhá các bác nhá. Đó.
lên cho em là cân, các bác lên mã giúp cho em là cân cân 5. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000. Đấy, cân 5 này. Cân 5, giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k. Không có pin nhá, không có pin. Về nhà các bác tự mua pin thôi, không có pin các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục gửi cho bác cái cọ nồi nha các bác nhá. Đấy, cọ nồi. Các bác lên cho em là cọ nồi này. Cái này thì về nhà các bác cho cái nước rửa bát vào đây cho em. Cho nước rửa bát vào đây, sau đó thì mình sử dụng để mình kỳ cọ nồi này. Đấy, đánh cọ nồi cái thứ thôi nhá. Đây. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 15k cho một chiếc nhá. 15k một chiếc. Đó, 15.000 cho một chiếc cọ nồi như này các bác này. Đấy, cái này thì các bác dùng để kỳ cọ xong nồi rồi rửa bát rồi đũa rất là ok, nó không phải chạm tay, nó rất là mất vệ sinh nhá. Mua lẻ thì sẽ là 15k, còn là mua combo thì 3 cái là sẽ là bằng 40.000 nhá. 3 cái là bằng 40k. Đó, 3 cái sẽ là 40k các bác nhá. Đó, sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, nó là cái kéo cắt ống nước nhá, kéo cắt ống nước. Con này nó sẽ là cắt được ống 42 trở về nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 nhá. 110k cho một con kéo cắt ống 42 như này. Đây các bác này. Đấy, đây nó sẽ là hàng của thương hiệu Kabushi Japan nhá. Hàng nội địa của Nhật, chuyên để cắt ống nước 42 cực kỳ là ngon luôn. Ống 42 trở về nhá. Cắt ống nước các thứ cực kỳ là ngon và chất lượng luôn. Hàng của Kabushi Japan nhá. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá chỉ có 110.000 cho một con kéo cắt ống nước như này thôi. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Đó, hàng của Nhật nhá. Đây, hàng của Nhật này, nó rất chất lượng cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là kéo ống 42 nhá, kéo ống 42. Kéo ống 42 này. Giá của nó sẽ là 110k, 110.000. Rồi ok. Tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái chảo chiên ngập dầu nha các bác nhá. Các bác lên cho em là chảo chiên ngập dầu. Con này thì các bác dùng để chiên nem, chiên tôm rồi chiên rán khoai tây các thứ. Đấy, các cái dòng chiên ngập dầu, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Trắng đá chống dính cho bác này, đường kính 20 cm. Có một cái giá như này để các bác đặt nem, đặt các cái phần gia vị lên. Đấy, ví dụ chiên rán xong thì mình để đến đây cho nó róc mỡ xuống, nó rất là tiện đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là hợp lý nhá, chỉ có 100 cành thôi. Đường kính là 20 cm, hàng của Nhật cực kỳ dày dẫn chắc chắn nhá, rất là dày các bạn, dày lắm. Dày dẫn chắc chắn này, hàng nội địa của Nhật này, đường kính 20 cm. Lên cho em là chảo chiên ngập dầu, giá thì chỉ có 100k nhá. 100k cho con chảo chiên ngập dầu như này thôi. Con này thì rất là tiện để cho các bác sử dụng trong gia đình của mình con này, rất là tiện luôn các bác nhá. Lên cho em là chảo chiên ngập dầu nhá, rất là ngon lành cho các bác luôn. Rất dày dẫn chắc chắn, tráng đá chống dính, các bác có thể dùng chiên rán được hết các bác nhá, chiên rán được hết luôn. Đó, rất là tiện ích. Và giá thì cũng rất hợp lý, chỉ có 100.000 cho một cái chảo như này thôi. Các bác nên mua để mình sử dụng trong gia đình nhà mình nhá. Chảo chiên ngập dầu giá sẽ là 100k. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác dòng sản phẩm, đó là cái dao dọc giấy các bác nhá. Dao dọc giấy. Đó thì nó sẽ về cho các bác là các cái màu như này, rất là đẹp luôn. Đó, và giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 15.000 một chiếc như này nha. Các bác mua lẻ thì sẽ là 15.000 một chiếc, còn mua từ 3 chiếc thì giá bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 10.000 một chiếc. Tức là 3 chiếc là 30.000. Còn các bác mua lẻ thì nó sẽ đắt hơn. Mua lẻ sẽ là 15.000 một chiếc nhá. Đấy, lên mã theo là dao dọc giấy này. Hàng cực kỳ là ngon luôn. Con này thì thay lưỡi rất là dễ, các bác chỉ cần tháo thêm cái đít này ra này, sau đó thì mình đẩy ra như này là mình thay được lưỡi chưa? Thay lưỡi nhá, rất là ok luôn. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là dao dọc giấy nhá, dao dọc giấy. Đấy, rất là ngon luôn. Bên ngoài của nó thì nó sẽ là bằng cao su non nhá, bên ngoài bằng cao su non, bên trong bằng nhựa cứng, cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn. Thay lưỡi cực kỳ dễ dàng. Đấy, nghe cái lẫy của nó kêu đã rất là đã rồi các bác nhá. Lò xo là viết rất là ngon luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là mình mua lẻ sẽ là 15.000 một chiếc nhá. Còn combo từ 3 chiếc trở lên thì giá của nó sẽ là 10.000 một chiếc nhá. Đó, mua lẻ này, mua lẻ thì sẽ là 15k một chiếc nhá. Còn mua từ 3 cái trở lên thì sẽ là 30.000 nhá. 3 cái là bằng 30k. Đó. 3 cái này, 3 cái là bằng 30.000 nhá. Còn mua lẻ sẽ là 15.000 một chiếc nhá. 15.000 một chiếc. Đó. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho bác cái lô tô vít bãi nhá. Tô vít bãi Nhật. Đó, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đó. Thì bên shop bán cho các bác theo kiểu cân ký nhá, cân ký đấy. Một cân của nó thì nó sẽ vào khoảng trên dưới 10 cái nhá. Đấy, em sẽ cân
ngẫu nhiên cho các bác luôn. Đó. Một cân của nó thì khoảng trên dưới 10 cái như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 110.000 cho một cân nhé. 110.000 cho một cân các bác này. 110.000 cho một cân như này. Đấy, to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ cả nhá. Đấy. To nhỏ lớn bé mẹ con ngắn dài đầy đủ cho các bác luôn. Đó, đây. Nó sẽ là một cân vít, nó sẽ là như này các bác nhá. Đấy, một cân vít như này các bác này. Đấy. Đây thì nó sẽ đầy đủ cho các bác luôn. Đây. Đây các bác này. Đó, đây nó sẽ là một cân nhá. Một cân của nó đây. Đấy. À, dẹt tròn ba khe múi miếc đầy đủ cho các bác luôn. Dẹt tròn ba khe múi miếc đầy đủ cho các bác nhá. Đó, có dẹt, có tròn, có ba khe, có múi đầy đủ cho các bác luôn. 2 này. Đấy. 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, 12 này. Đấy, nó sẽ vào khoảng là từ 12 đến 15 chiếc nhá. Từ 12 15 chiếc tùy theo to nhỏ lớn bé mẹ con. Đó, combo cho các bác như vậy để các bác lựa chọn nhá. Đấy. Thì bên shop sẽ bán theo cân ký như vậy để các bác biết nhá. Đấy. Một cân của nó sẽ là vào khoảng là từ 12 đến 15 chiếc. Các bác lên xem là vít cân ký nhá, vít cân ký. Đấy. Từ 12 đến 15 chiếc như này. To nhỏ lớn bé mẹ con dài ngắn khác nhau đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Và giá thì bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá đó là 110.000 nhá. Còn bác nào mua lẻ thì nửa cân thì sẽ là 65.000. Đó đây. Đấy. Rất là ngon luôn các bác này. Đây. To nhỏ lớn bé mẹ con dẹt tròn ba khe múi khế ngắn dài đầy đủ cho các bác luôn. Một cân này thì nó sẽ là hàng rất là phổ thông để cho các bác sử dụng rồi. Đó, trên chục cái nhá, giá chỉ 110.000 thôi. Bình thường nếu các bác bây giờ ra ngoài cửa hàng mà mua một con vít xịn sò ngon như này, giá của nó cũng phải 25-30.000 rồi nhá. 25-30.000 rồi. Đó, thế mà bên shop bán cho các bác nhá. Đó, combo cho các bác như này, giá chỉ vào cho các bác là 110.000 cho một cân. Đấy, các bác lên xem là vít. Không, vừa biết rồi mà nó lăn đi đâu rồi. Nó bốc lẫn vào tủ vít. Các bác lên cho em là vít cân ký nhá. Đấy, vít cân ký này. Đó, vít cân ký. Giá thì bên shop bán cho các bác 1kg thì sẽ là bằng 110k nhá. 110k cho 1kg. Đó. Còn các bác mua lẻ thì sẽ là nửa cân nhá, 0,5kg thì sẽ là 65k nhá. 65k cho 0,5kg. Đó, giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cưa gấp các bác nhé. Đấy. Cưa gấp các bác này. Đấy. Hàng về số lượng và giá rất là tốt cho bác luôn. Đấy. Các bác lên cho em là cưa gấp trắng đen nhá. Cưa gấp trắng đen. Con này bên em đang bán là 70.000 nhá. Đấy, hàng nội địa của Nhật đây. Đấy. Japan các bác này. Nó Japan, made in Japan các bác nhá. Đấy. Hàng rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy. Hàng có tem mác thương hiệu các thứ đàng hoàng. Đẻ cong thoải mái luôn các bác này. Uốn cong thoải mái luôn. Hàng nội địa của Nhật các bác biết rồi. Đấy, uốn cong thoải mái luôn, gấp gọn rất là ok. Các bác có thể dùng để mình cưa cây, cưa cành. Chiều dài của lưỡi cưa này thì sẽ là 30cm nhá. Các bác dùng để cưa rất là ngon luôn. Con này thì nó sẽ là dòng cưa mở hình hạt bòng như này. Khi các bác cưa thì nó rất là êm. Đấy, mềm mượt, dễ cưa. Đấy, ví dụ như là mùn cưa này hoặc là các cái loại như là nhựa cây này, mùn cưa thì nó sẽ đọng vào các cái phần mở hạt bòng như này. Thì khi các bác cưa nó sẽ nhẹ nhàng này con này. Đấy, đây các bác nhá. Rất là ngon luôn. Bẻ cong thoải mái này. Đấy, bẻ cong thoải mái luôn. Gấp gọn rất là ok này. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 70.000. Đợt này về cho bác giá chỉ còn là 50.000 thôi. Lên mã giúp cho em là cưa gấp trắng đen nhá. Cưa gấp trắng đen. Giá sẽ là 50.000 cho con cưa gấp trắng đen như này con này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cưa gấp trắng đen nhá. Đó. Đấy. Qua lên cho em là cưa gấp trắng đen. Đó. Cưa gấp này. Đó. Cưa gấp trắng đen nhá. Đó, cưa gấp trắng đen, giá của nó sẽ là đang bán là 70k nhá. Đợt này về cho bác giá chỉ còn là 50.000 thôi. 50k cho một con cưa gấp trắng đen như này nhá. Cưa gấp trắng đen 50.000. Đó. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Mở ra mở vào cực kỳ là ngon luôn. Gấp gọn này, rất là tiện dụng nhá. Đó, cán thì bọc cao su non, bằng nhựa bọc cao su non nhá, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đó. Đây, giá của nó sẽ là 50.000 nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dây điện xanh nhá. Các bác lên cho em là dây điện xanh. Con này thì bên shop đang gửi cho các bác một cái dây điện xanh như này thì nó sẽ có theo biểu nhá. Đấy, hàng dây 2.5 nhá, dây 2.5 đó, dây của Nhật các bác nhá. Đây, Japan CU này đó, Japan nhá, dây lõi đồng 2.5 nhá. Đây, FA 2.5 con này. Đây,
FA2.5 nhân với 2 giây nhá. Hàng ổ đúc có đèn báo nhá. Con này thì nó sẽ là hàng dòng ổ đúc có đèn báo luôn. Đây em sẽ cắm thử cho bác xem này. Đó, ở đây nó sẽ có một cái đèn báo như này các bác này. Khi cắm điện vào là cái ổ đúc này có đèn báo các bác nhá. Ổ đúc có đèn báo như này. Hàng này thì nó sẽ là hàng chống va đập thoải mái luôn các bác nhá. Có đèn báo sáng này, có 3 ổ cắm nhá. Chống va đập thoải mái luôn, kết nối cực kỳ là tốt này. Rút ra này, cắm vào này, đấy có đèn báo luôn nhá. Cái ổ đúc này thì các bác dùng cực kỳ là ok luôn, các bác đập thoải mái quá này, đập thoải mái luôn. Gõ đập thoải mái nhá. Gõ đập thoải mái luôn, không có hề hấn gì luôn. Đó. Và bên shop về thì nó sẽ có cho các bác là dòng 5m, 10m và 30m nhá. Đấy, đây rất nhiều cho các bác này. Đấy. Rất nhiều luôn các bác nhá. Đó, đây. Rất nhiều các bác nhá. Thì có dòng cho các bác là 5m, 10m và 30m thì các bác muốn lấy dòng nào thì lấy. Thì bên em có 3 mẫu phổ thông như vậy. 5m, 10m là cái mẫu ngắn để các bác dùng để mình ăn lẩu, ăn nước hoặc là làm sử dụng đồ vặt trong nhà. Còn các bác muốn cao hơn, muốn sử dụng được dài hơn để mình đi chiến công trình công việc thì các bác dùng cho em cái dòng 30m kia nhá. 30m là cuộn to. Đó thì bên shop sẽ bán theo theo biểu có nhá. Đấy theo biểu. Thì 5m sẽ là 200 5m này. Đấy các bác lên cho em là dây xanh nhá. Lên cho em là dây xanh hoặc là dây điện xanh cũng được. Dây điện xanh nhá. Đấy. Dây điện xanh. Đấy, dây điện xanh này. Đấy 5m sẽ là 220k nhá. 220k. Đấy. 10m là 330.000, 330k. Và 30m thì sẽ là 650.000 nhá, 650.000. Giá đã bao gồm phí ship cho bác luôn. Đấy, dây của nó sẽ là dây lõi đồng nhá. Dây 2.5 nhá. Dây 2.5 lõi đồng nhá. Đấy. Dây 2.5 lõi đồng cho các bác luôn. Đó. Đây 5m, 10m và 30m nhá. Đó, giá như trên. Rồi ok. Hello các bác nha, nay thì bên shop sẽ về cho các bác thêm một số cái mã sản phẩm mới này. Đầu tiên em về cho các bác đó là cái bộ, các bác lên cho em là bộ chuyên hoàng gia nhé. Các lên cho em là bộ chuyên hoàng gia. Đấy, bộ này thì rất là đẹp luôn. Đó, cũng gồm cho các bác là một chuyên và 6 chén này. Đấy, lên mã giúp cho em là bộ chuyên hoàng gia nhé. Bộ chuyên chén hoàng gia, rất là đẹp luôn. Đây, có đính vàng ngọc như này. Đó, và có cái ngôi nhà của Nga qua này. Đấy. Ngôi nhà của Nga này các bạn này. Đấy, điện Kremlin nhá. Điện Kremlin của Nga rất là đẹp luôn. Đó thì cái bộ chuyên chén hoàng gia này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 700.000 nhá. 700.000 bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Ném cái biển ra đây. Đó. Ném cái biển bật cái quạt đi tí. Đó, lên cho em là bộ chuyên hoàng gia nhá. Bộ chuyên hoàng gia rất là đẹp luôn. Thì cái chuyên này dung tích của nó thì nó sẽ vào khoảng là đâu đó là vào khoảng từ 800 đến 1 lít gì đấy nhá. Đấy từ 700-800 đến 1 lít. Em cũng không đo cho nên là cũng không nắm được chính xác nó là bao nhiêu đâu. Đó. Đây thì các bác mở nắp này ra này. Mình pha trà, pha cà phê cái thứ đều được hết nhá. Và cái nắp của nó đậy rất là ngon luôn. Đấy. Cái phễu này của nó rót thì cực kỳ là xuôi nước rồi, rất là ngon luôn. Hàng bằng đồng nhá, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Nó sẽ là một cái chuyên như này. Chiều cao của nó vào khoảng là 25 cm, chiều rộng thì nó vào khoảng là 15 cm nhá. Đó, tiếp theo là các cái chén các bác này. Đây, các chén cũng đúng chất hoàng gia luôn nhá. Rất là đẹp nhá. Đấy. Và có 6 chén tất cả. Các bác có thể mua để mình trưng bày này hoặc là làm quà Tết này. Đấy, biếu xén rất là đẹp luôn. Đó, cũng in hình các cái biểu tượng giống như là cái chuyên và có đính cả các cái viên đá màu vàng rất là đẹp này. Đó. Thì bộ sẽ bao gồm cho các bác là một chuyên, 6 chén và một cái giá đỡ như này. Đó, rất là đẹp, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Đó, lên mã giúp cho em là bộ chuyên chén hoàng gia nhá, bằng đồng keng keng luôn các bác này. Đấy. Và đây là khay đĩa của nó này. Đấy, khay đĩa này cũng rất là dày dẫn và đẹp nhá. Đấy, khay đĩa rất là dày dẫn và đẹp này. Hoa văn được thiết kế dập đột cực kỳ là tinh xảo luôn nhá. Đấy, thiết kế dập đột cực kỳ tinh xảo và đẹp luôn. Cái đĩa này thì khá là to nhá, chiều dài của nó thì chiều rộng của nó khoảng 30 cm các bác nhá. Đấy, khoảng 30 cm. Rất là xinh xắn và đẹp luôn. Đó, khoảng 30 cm rất xinh xắn và đẹp nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới qua cái giá rất hợp lý rồi. Đây. Đấy, cái chuyên này cho các bác xem lại cái chuyên này. Hoa văn của nó rất tuyệt vời luôn các bác nhá. Đấy. Hoa văn cực kỳ là sắc nét luôn. Những cái tay cầm tay kiếc này, bộ này thì đẹp lắm các bác. Đấy. Bình thường trên hình các bác xem này thôi còn nhận hàng thực tế nó còn đẹp hơn rất là nhiều các bác nhá, đẹp hơn rất là nhiều. Lên mã giúp cho em đó là bộ chuyên hoàng gia nhá, bộ chuyên hoàng gia. Đó, các bác nghe cái tiếng kêu của nó rất là đã luôn. Đó. Bao gồm cho các bác là một chuyên và 6 chén nhá. Đấy, một chuyên và 6 chén. Đó, đây. Combo cho các bác như này các bác này. Đây. Một chuyên 6 chén đựng trong một cái khay cực kỳ đẹp luôn. Các bác có thể dùng để mình
trang trí này, trưng bày trong tủ này, hoặc là mua để cho biếu tặng làm quà cũng rất là ok. Giá thì khá là hợp lý cho các bác luôn. Lên cho em là bộ chuyên hoàng gia nhá, bộ chuyên hoàng gia. Bộ này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 700.000 nhá, 700.000. Lên mã giúp cho em là bộ chuyên hoàng gia. Không biết bẩn của họ. Lên mã giúp cho em là bộ chuyên hoàng gia nhá. Đó, bộ bộ chuyên hoàng gia này, đó, bộ chuyên hoàng gia nhá. Đó. Hoàng gia, giá của nó sẽ là 700k nhá, 700k và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, 700.000 cho bộ chuyên hoàng gia như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái bình chè màu vàng nhá, một con bình chè màu vàng rất là đẹp luôn. Đó. Con này thì nó sẽ là dung tích của nó đựng được 4 lạng chè nhá. Đấy, mạ vàng rất là đẹp luôn. Đó. Hàng thì bằng đồng và mạ vàng 18 carat nhá. Đấy, bằng đồng có phủ ngọc trai này, mạ vàng 18 carat siêu đẹp luôn. Đó đây. Đấy, chất của nó này. Keng luôn, rất là đã nhá. Đấy. Bánh rơi chiếc thoải mái luôn thôi nhá. Đấy, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đó. Hợp kim mạ đồng nhá. À, hợp kim mạ vàng 18 carat nhá. Đấy, hợp kim mạ đồng 18 carat. Rất là đẹp luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 300.000 nhá, 300.000. Các bác lên mã giúp cho em là bình chè vàng nhá. Đó. Các bác lên cho em là bình chè vàng nhá. Bình chè vàng, giá của nó sẽ là 300k nhá. 300k và bao ship cho bác luôn nhá, bình chè vàng. Đó. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác là một cái bình chè màu đồng như này. Đấy, một cái bình chè màu đồng như này thì nó cũng có cho các bác là màu đồng nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là cũng là bằng hợp kim nhá. Hợp kim và nó mạ đồng. Ở đây thì nó sẽ có tráng cho các bác là từ 15 đến 20% đồng phủ ở bên ngoài. Giữ màu cực kỳ tốt luôn, các bác dùng 5 năm, 10 năm màu sắc vẫn nguyên vẹn không thay đổi, bảo hành cho các bác luôn. Đó, chất liệu của nó sẽ là hợp kim mạ đồng và hoa văn của nó thì con này của nó sẽ là tùng trúc cúc mai. Còn con màu vàng này thì nó sẽ là hoa hồng nhá. Hoa hồng thì nó sẽ là một cái là dòng hoa rất là đẹp và biểu tượng rồi các bác nhá. Đó. Còn cái bộ này thì nó sẽ là hàng tùng trúc cúc mai nhá, xuân hạ thu đông. Đó, tùng trúc cúc mai xuân hạ thu đông. Đó, rất là đẹp luôn. À, bên trong này có phủ một cái lớp nhựa nhá, để khi mà các bác đựng trà nó không bị mất hương trà nhá. Nắp niếc cũng có lót hết nhá, có lót hết, đậy nắp siêu kín luôn. Đậy nắp rất là kín nhá, rất là ngon lành luôn. Đựng được 4 lạng chè nhá. Con này thì các bác lên cho em là bình chè 4 lạng nhá, bình chè 4 lạng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 295.000 đó, bình chè đồng. Các bác lên cho em là bình chè đồng nhá, hoặc là bình chè 4 lạng này. Bình chè 4 lạng. Đấy, bình chè 4 lạng. Giá của nó sẽ là 295k nhá, 295k. Đó. Còn cái con màu vàng này thì nó cũng là 4 lạng luôn. Đấy thì các bác lên thì các bác cứ lên cho em là màu vàng hoặc là màu đồng nhá, màu vàng hoặc màu đồng. Đó. Nó sẽ có hai màu như vậy các bác nhá. Đấy, dán sau đi. Có hai màu như vậy nhá, màu vàng và màu đồng các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá như trên. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái bộ chuyên ấm đồng nhá. Các bác lên cho em là chuyên ấm đồng. Đây, đấy, nó sẽ là một cái bộ chuyên ấm đồng rất là đẹp như này. Bộ này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một chuyên này. Một chuyên và bao gồm cho các bác là 6 chén. Bật đi qua lên đi. Một chuyên 6 chén nhá. Đấy. Đây, bằng đồng rất là đẹp luôn. Đó, một chuyên 6 chén bằng đồng. Cái chuyên này của nó thì nó nhỏ xinh thôi. Nó bằng cái trong lòng bàn tay này đây qua này. Đây, các bác nhìn cái bàn tay của em đang cầm này. Không đến lúc các bác nhận hàng các bác lại bảo là nó bé thì nó mất công nhá. Đấy, nó chỉ trong lòng bàn tay như này thôi. Và bên shop thì đang gửi tới các bác một cái bộ chuyên ấm đồng như này. Giá của nó sẽ là 400.000 nhá. Đấy, 400.000. Cũng bao gồm cho các bác là một chuyên này, 6 chén này, một chuyên 6 chén. Tất cả hoa văn của nó thì nó sẽ là dòng hoa văn là mã đáo thành công nhá, mã đáo thành công. Lô bên trước em về thì nó có cái lô là bằng hoa lá cành nhá, hoa lá cành nhưng mà nó hết rồi. Lô này về thì nó sẽ lại là mã đáo thành công nhá. Hình hoa văn con ngựa như này rất là đẹp này. Đó. Rất là đẹp luôn. Đây. Cái chuyên này thì lưu ý các bác là nó nhỏ thôi nhá, nó nhỏ thôi. Tại vì nó là cái dòng chuyên mini. Đấy, nó chỉ trong lòng bàn tay như này thôi con này. Đó. Và cái đĩa này của nó thì nó cũng là dòng là mã đáo thành công nhá. Đấy, mã đáo thành công này, rất là đẹp luôn. Đấy. 8 con ngựa con này. Đấy. Hoa văn rất là đẹp luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bộ chuyên ấm đồng như này. Đấy. Các bác lên cho em là bộ chuyên chén đồng nhá, bao gồm cho các bác là một chuyên và 6 chén nhá. Dòng này của nó cũng là dòng một chuyên và 6 chén này. Đấy. Bộ chuyên chén đồng, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 400.000 nhá. Đấy. Các bác lên xem là bộ chuyên chén đồng nhá, bộ chuyên chén đồng này. Bộ chuyên chén đồng.
chuyên chén đồng này, đó. Chuyên chén đồng, giá của nó sẽ là 400k nhé, 400k. Còn cái bộ kia là bộ chuyên chén hoàng gia, cũng bằng đồng luôn, giá sẽ là 700.000. Sản phẩm tiếp theo, cầm cho anh cái đĩa đây đi. Đấy, thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khay úp cốc nhá, khay úp cốc. Hàng thì nó sẽ là hàng bằng inox và mạ vàng 18 carat, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, chống rỉ cho các bác luôn nhá. Inox, mạ vàng 18 carat, nó rất là đẹp. Ở đây thì các bác đặt các cái cốc lên rất là ngon. Có kèm cho các bác một cái đĩa như này, về nhà các bác dùng để mình lắp vào cho em như này. Đấy, thì cái này thì công năng của nó, thì công năng chính của nó sẽ giúp cho các bác là khi mà mình sử dụng ấy, thì mình úp các cái cốc vào đây. Đấy, úp cốc, úp chén vào đây rất là ok nhá. Thì khi mình úp vào ấy, thì nó sẽ giúp cho các bác là mình gọi là hứng những cái nước thừa ở trong cốc chén này vào đây. Đó, sau đó thì các bác lại tháo ra, mình rửa ráy vệ sinh được nhá. Tháo ra vệ sinh rất là dễ dàng thôi. Đấy, và rất là tiện dụng, các bác có thể để trên bàn để mình úp cốc, úp chén rất là ok. Đấy, thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70.000 nhá. Lên cho em là khay úp cốc nhá, khay úp cốc này. Khay úp cốc giá của nó sẽ là 70k nhá. 70.000 cho một khay úp cốc như này thôi, rất là đẹp. Nó sẽ úp được 6 cái cốc nhá, 1 2 3 4 5 6 này, mỗi bên 3 cái là 6 cái. Đó, 6 cái cốc, rất là ok luôn. Lên cho em là khay úp cốc giá sẽ là 70.000 cho một khay úp cốc như này nhá. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đá vĩnh cửu nhá, đá vĩnh cửu. Đây là một cái dòng đá để các bác sử dụng trong ngăn đông tủ lạnh nhà mình. Đấy, thì về nhà các bác chỉ cần là giả đá cho em, sau đó thì mình sẽ cho vào ngăn đông tủ lạnh nhá. Các bác cho với em vào cái ngăn đông, cho vào ngăn đông tủ lạnh nhé các bạn. Đấy, cho ngăn đông tủ lạnh như này. Nó sẽ là một cái dòng đá giúp làm mát nhá, giúp làm mát rất là tốt luôn. Đấy, thì các bác cho giúp cho em vào cái ngăn đông tủ lạnh nhá. Cho vào cái ngăn đông tủ lạnh như này. Hàng của thương hiệu Winling hai hình người của Đức các bác này. Đấy, Winling hai hình người của Đức. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 6 viên. Về nhà các bác bỏ trực tiếp vào cái vệ sinh đi, sau đó các bác bỏ vào ngăn đông tủ lạnh nhá. Khi nào các bác uống rượu, uống bia, uống nước ngọt thì mình lôi ra mình cho vào cốc mình uống, uống xong mình lại rửa đi mình cất mình cho vào. Đó. Con này thì công dụng của nó giúp cho các bác là làm lạnh này. Đấy, làm lạnh cực kỳ là tốt và nhanh, và không cần phải là uống đá nhá. Uống đá thì nhiều khi các bác bắt buộc là nó sẽ làm tan các cái nước mình khi sử dụng, là nó sẽ mất cái độ ngon, độ nguyên chất đi. Đấy, lên cho em là đá vĩnh cửu nhá. Đá vĩnh cửu giá sẽ là 70.000 cho một hộp đá vĩnh cửu như này. Lên cho em là đá vĩnh cửu nhá. Đá vĩnh cửu. Đá vĩnh cửu giá của nó chỉ có 70k trên một hộp bao gồm là 6 viên nhá. Đá vĩnh cửu giá sẽ là 70.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đũa các bác nhá. Cái đũa hàng thương hiệu Winling của Đức này. Bỏ cho anh hai cái đũa kia luôn mình. Hàng thương hiệu Winling của Đức. Đấy, nó sẽ là dòng đũa inox 304 nhá. Đũa Đức, đũa Nhật luôn. Dòng đũa inox 304 cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy, inox 304 cực kỳ dày dẫn chắc chắn nhá. Đó, su 304 đây. Hàng thương hiệu Winling của Đức hai hình người này. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 55.000 cho một vỉ nhá. Cho một vỉ đũa bao gồm cho các bác là 5 đôi. 1 2 3 4 5 đôi, rất rẻ luôn các bạn, siêu rẻ luôn. 55.000 cho một vỉ đũa 5 đôi như này nhá. Các bác lên mã giúp cho em là đũa inox nhá. Đó, lên cho em là đũa inox này. Đũa inox giá của nó thì chỉ có 55k thôi. 55k cho một vỉ đũa inox như này bao gồm cho các bác là 5 đôi nhá. 5 đôi. Đó, 55.000 cho một vỉ đũa inox 5 đôi các bác nhá. Đó, 55k. Đó. Tiếp theo thì một số cái dòng đũa nhá, thì bên shop có một cái đũa của Nhật này. Đấy, các bác lên xem là đũa Nhật nhá. Đấy, thì nó sẽ là một cái dòng đũa sợi thủy tinh, kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc nhá, chống nấm mốc, chịu nhiệt độ cao. Con này thì bên shop đang gửi cho bác một cái vỉ đũa như này. Giá của nó sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho một vỉ đũa như này. Hàng rất đẹp luôn. Hoa văn, hoa lá cảnh rất là đẹp này. Đó. Đũa được làm từ sợi thủy tinh, kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc các bác nhá. Đó. Và được sử dụng rất là nhiều, và giá thì tương đối hợp lý cho bác luôn. Đây, hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật nhá. Mã tem, mã vạch đàng hoàng. Đấy, chịu được nhiệt độ lên tới 200 độ C nhá. Đấy, kháng khuẩn lên tới 99% luôn. Lên mã giúp cho em là đũa Nhật nhá. Đũa Nhật này. Đấy, lên cho em là đũa Nhật, giá của nó sẽ là 40k trên một vỉ 10 đôi như này nhá. 40.000 trên một vỉ 10 đôi. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái đũa của Hàn Quốc nhá. Đấy. Đây, Korea nhá. Các bác lên cho em là đũa mạ vàng Hàn Quốc này, của Korea, hàng của Hàn Quốc nhá. Đấy, lên cho em là đũa mạ vàng Hàn Quốc này. Đấy. Đũa mạ vàng này. Đũa mạ vàng Hàn Quốc.
Đấy, dòng này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000 đợt này về cho bác, giá chỉ còn là 35k thôi. 35k cho một vỉ đũa mạ vàng Hàn Quốc bao gồm 10 đôi như này. Đấy. 35.000 cho 10 đôi đũa mạ vàng như này. Hàng chấm hết cho các bác luôn và giá thì rất hợp lý nhá, giá hợp lý cho các bác luôn. Đấy. Bao gồm cho các bác là một vỉ đũa 10 đôi như này. 10 đôi, một vỉ đũa mạ vàng 10 đôi. Hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Hàng siêu đẹp các bác nhá. Đấy. Hàng rất là đẹp luôn. Đũa này thì đầu của nó sẽ là có đính và mạ vàng 18 carat như này. Và đây của nó thì nó sẽ là dòng đũa sợi thủy tinh nhá, đũa sợi thủy tinh cực kỳ là dày dẫn, chắc chắn, kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao. Đầu đũa thì có đánh nhám chống trơn trượt rất là tốt luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Đây. Đấy. Lên mã giúp cho em là đũa mạ vàng Hàn Quốc nhá, một vỉ bao gồm 10 đôi. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá chỉ có 35.000 cho một vỉ đũa Hàn Quốc này thôi. Các bác lên cho em là đũa mạ vàng Hàn Quốc 35.000 cho một vỉ 10 đôi. Đó. Đũa mạ vàng Hàn Quốc 35.000 cho một vỉ 10 đôi thôi các bác nhá. Đũa mạ vàng Hàn Quốc này 35.000 cho một vỉ 10 đôi. Đó. Rồi, ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái con máy xay khô nhá. Máy xay khô. Đấy, công suất của con này thì nó sẽ là 250W, sử dụng điện 220V dòng 50Hz nhá. Dung tích của nó thì nó vào khoảng là 700ml nhá. Lên mã giúp cho các bác, lên mã giúp cho em Huấn đó là máy xay khô nhá. Máy xay khô giá thì chỉ có 120.000 thôi. Xay tiêu, xay điều, xay các loại hạt đều ok hết nhá, xay ngũ cốc nhá. Các bác này thì cái này chỉ dùng để xay khô thôi nhá. Đấy, lên cho em là máy xay khô này. Máy xay khô nhá, không xay nước được đâu nhá. Xay khô, xay các loại hạt thôi. Chỉ có 120 cành trong con máy như này thôi. Không thể tin nổi luôn. Đây, sản phẩm sẽ bao gồm là một con máy hàng của Nhật xuất như này, sử dụng điện 220V. Về nhà các bác cho em các loại hạt mình xay đây, hạt tiêu, hạt điều, ngũ cốc rồi dung tích, dung lượng các bác nhá. Đó. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn các bác nhá. Đây. Em sẽ cắm thử cho các bác xem. Điện 220V, công suất là 250W nhá. Đấy, công suất của nó là 250W. Đây. Khi các bác sử dụng thì các bác cho cái nắp này nó vào cái lẫy này cho em, vào cái lỗ này thì mình mới nhấn được nhá. Đấy, nhấn này. Thấy không? Con này thì xay tiêu, xay điều, xay các loại hạt đều được hết nhá. Tiếng máy của nó cực kỳ là khỏe luôn. Máy nó kêu như là máy bay hỏa lực các bác nhá. Đấy, rất là mạnh luôn các bác này. Lưu ý các bác là các cái dòng máy xay này thì mình dùng thì nên nhấp nhả cho em cho nó tốt nhá. Nhấp nhả nhá. Nên nhấp nhả chứ đừng dùng lì nhá. Nhấp nhả cho em. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một con máy xay như này đây. Đấy, em cho hạt gạo vào mà em xay một phát là nó ra thành cám như này luôn các bác này. Đấy, thành bột mịn như này luôn. Rất là ngon nhá. Nó rất là tuyệt vời luôn. Lên mã giúp cho em là máy xay khô nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác chỉ có 120 cành thôi. Đấy, các bác có thể xay. Cái gạo này thơm thế các bạn. Đấy, gạo tám thơm, rất thơm luôn. Đó. Đây, giá thì rất hợp lý nhá. Đấy, điện 220V. Đấy, dòng thì 50Hz và công suất là 250W và giá thì chỉ có 120.000 thôi. Lên mã treo là máy xay khô, giá sẽ là 120k nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con tung đơ hộp nhá. Đấy, tung đơ hộp. Bỏ cho anh mấy cái mẫu tung đơ ra đây luôn nào. Đó. Thì bên shop về nó sẽ rất là nhiều mẫu tung đơ nhá, rất nhiều mẫu tung đơ luôn. Cho nên là các bác lưu ý lên đúng mã cho em để cho nó tránh cái trường hợp là bị nhầm đơn hàng nhá. Đầu tiên thì em lên cho các bác cái mã tăng đơ hộp của bác này. Đấy. Tăng đơ hộp. Dòng này nó sẽ là một cái dòng mà xuất đi khá là nhiều nước luôn, Anh, Pháp, Mỹ, Ý, Italia, Úc các bác nhá. Đó. Vân vân và vân vân luôn. Đó. Thì con này nó đựng trong một cái hộp như này cho nên là bên em gọi nó là tăng đơ hộp nhá. Lên mã nó là tăng đơ hộp. Giá thì nó sẽ là 100.000 cho một con tăng đơ hộp như này. Con này thì chạy cực kỳ là khỏe. Êm mềm mượt nhá. Chia cho bác. Bình tĩnh nhá. Chạy cực kỳ là khỏe, êm mềm mượt cho các bác luôn. Đây. Đấy. Về nhà thì con này nó sẽ có sẵn pin như này rồi. Có sẵn pin này, về nhà các bác chỉ việc là đây, có sẵn pin nhá. Lắp pin thì lắp đúng chiều cho em, nếu các bác lắp sai chiều thì mình đảo chiều cho em nhá. Con này thì chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đó, đây, các bác này. Đó. Các bác lắp đúng chiều cho em để nó tránh bị trơn trượt quá nhá. Tránh bị trượt ra ngoài các bác nhá. Đó, và không lên nhá. Nếu không lên thì các bác cố gắng đảo chiều lại pin cho em, không sợ bị cháy đâu. Đó. Con này thì chống ăn ra tay rất là tốt luôn đây. Đấy, cái lông tay em cạo các bác này. Đấy, cạo phát đứt hết luôn các bác nhá. Đấy, cạo phát đứt hết luôn đây. Đấy, cái lông tay em ra các bác này. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới bác một cái con tăng đơ hộp như này.
Đấy, chất liệu của nó là bằng đồng nhá, chất liệu bằng đồng. Sẽ kèm theo bác một cáp sạc này, bốn cái cữ này, một lọ dầu này. Đấy, một lọ dầu tra và một cái chổi vệ sinh như này. Combo đầy đủ cho anh em mà các bác luôn. Đó. Con này thì hàng xuất đi khá là nhiều nước rồi. Đấy, ưu điểm của con này là không ăn da nhá, không ăn da, dùng cực kỳ là ngon luôn. Lên mã giúp cho em là tăng đơ hộp nhá. Giá thì bao nhiêu? Chỉ có 100.000 cho một con tăng đô hộp này thôi. Giá siêu hạt rẻ cho các bác luôn. Đấy, không thể tin nổi luôn. Lên cho em là tăng đô hộp nhá. Đó, tăng đơ hộp này. Giá của nó sẽ là 100k nhá. Đấy là mã đầu tiên nhá. Tiếp theo là bên shop về cho các bác cái tăng đơ 9D nhá. Đấy. À đây. Cái tăng đơ cái này nó gọi là cái gì? Tăng đơ A1 nhá. Đấy. Các bác lên cho em là tăng đơ A1 nhá. Đa nhiêu nhỉ? Lên cho em là tăng đơ A1 nhá. Giá sẽ là 165.000. Con này thì nó cũng là hàng cao cấp của Nhật nhá. Hàng cao cấp của Nhật. Đấy. Hàng thương hiệu Golden Set qua đây. Đấy, hàng cực kỳ cao cấp luôn. Nguyên hộp đựng của nó đã chấm hết rồi. Con này thì nó sẽ là hàng đa di năng nhá. Cũng là một con tăng đơ bằng đồng như này. Đấy. Con tăng đơ bằng đồng như này. Con này thì nó sẽ có sẵn pin rồi. Có sẵn pin 18650 bên trong này rồi. Đó. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Chỉ việc sử dụng được các bác nhá. Đó. Đây có cả cái lẫy. Đây con này, đấy, rất là ngon lành cho bác luôn. Đấy. Đấy, các bác nhấn này nó sẽ chạy này. Đấy, rất là khỏe luôn. Tăng đơ thì chạy rất là khỏe luôn. Công tắc đằng sau này nhá. Và con này thì nó sẽ kèm cho các bác là dây sạc các bác này. Cũng dây sạc cữ kiếc đầy đủ cho các bác luôn, cũng dây sạc cữ kiếc đầy đủ cho các bác luôn nhá. Về nhà các bác chỉ cần lắp vào cho em là xong. Dây sạc cữ rồi dầu tra nhá. Các bác lắp vào cho em này. Đó, cũng có chổi vệ sinh cho bác luôn. Đó. Ngoài ra con này thì nó sẽ kèm cho các bác là một con máy cạo râu nữa nhá, một máy cạo râu và một đầu tỉa lông mũi nữa. Đó, đa di năng luôn. Đây. Đấy, đây cái đầu này để các bác cạo râu này các bác này. Đấy, đầu này cạo râu nhá. Đó, cạo râu đây các bác này. Đấy, các bác nghe tiếng râu em nó đứt sần sạt chưa? Đó. Đấy. Đấy, các bác nghe tiếng râu đứt chưa? Đấy, râu em đang đứt sần sạt các bác nhá. Đấy, đây. Sau đó thì các bác xoáy cái này ra cho em này. Mình dùng chổi để mình vệ sinh cái đầu máy cạo râu đi này. Đấy. Các bác vệ sinh đi cho em. Sau đó thì mình cần thiết thì mình lại lắp cho em cái đầu của con máy tỉa lông mũi này vào này. Xoáy vào cho em. Đó. Thì các bác thấy không? Rất là tiện luôn nhá. Đó. Thì con này thì em sẽ lên cái tên khác cho các bác dễ nhớ. Đó là combo là tăng đơ kèm máy tỉa lông mũi nhá. Đấy. Thôi. Cái này tên A1 rồi thì cứ lên A1 đi các bác nhá. Đó, lên A1 đi. Đó, các bác lên cho em là tăng đơ A1 nhá. Giá sẽ là 160.000. Cái này là tỉa lông mũi này. Con này thì cũng là ba chức năng luôn, vừa cắt tóc này, vừa cạo râu, vừa tỉa lông mũi luôn các bác nhá. Đó. Giá thì sẽ là 160.000, 165.000. Đấy thì nó sẽ có cho các bác là một đầu tỉa lông mũi này, một đầu cạo râu. Đấy. Đây cái thân lưỡi của nó đây các bác này. Đấy. Một đầu tỉa lông mũi, một đầu cạo râu. Đấy. Thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 165.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là tăng đơ A1 nhá. Đấy, bộ sản phẩm của nó đây. Kèm cho các bác đầy đủ luôn, nguyên cái hộp đựng của nó đã chất lượng và xịn sò rồi các bác nhá. Nguyên hộp đựng của nó đã chất lượng xịn sò rồi nhá. Đấy. Thì các bác phải lên đúng tên đúng mã sản phẩm cho em để bên em gửi cho nó tránh nhầm lẫn nhá. Đó. Tăng đơ A1 này, đó, tăng đơ A1. Đó. Tăng đơ A1 giá của nó sẽ là 165k ra đỡ cho tí kìa mình kìa. 165.000 đó. 165.000 cho con tăng đơ A1 như này có nhá. 165.000. Lên cho em là tăng đơ A1 giá sẽ là 165.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop có về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là đây. Các bác lên mã giúp cho em. Đó là cái máy cạo râu các bác lên cho em là máy cạo râu D9 nhá. Đó. 9D bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là máy cạo râu 9D nhá. Máy cạo râu 9D. Con này thì nó cũng là hàng khá là đa di năng luôn. Đây. Đấy, máy cạo râu 9D. Giá của nó sẽ là lên cho em là cạo râu 9D nhá. Cạo râu này 9D. Giá của nó sẽ là 95k nhá. 95k cho con cạo râu 9D như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy này. Một thân máy như này bao gồm cho các bác là ba lưỡi kép luôn. Ba lưỡi kép như này. Đấy. Dùng để cạo râu thì cực kỳ ok luôn. Đấy, khi các bác cạo thì nhớ nhấn vào cho em như này nhá. Nhấn vào cho em thì cái lưỡi nó mới ăn vào cái màng này nhá. Đó. Cạo thì nhớ nhấn vào lưỡi cho em. Đó.
Các bác nghe tiếng dâu nó đứt này, đã chưa? Đó. Con này thì tiếng dâu nó đứt cực kỳ mạnh luôn các nhá. Đó. Đấy các bác nghe tiếng dâu nó đứt chưa? Đứt xẹt luôn. Đấy, các lưu ý các bác là khi cạo thì mình nhấn vào tí nhá. Chứ các bác cứ để hời hợt bên ngoài làm cái gì mà nó hời hợt mà không được đâu. Làm là nó phải chuẩn chỉ ngon lành thôi nhá. Đấy, có trách nhiệm các bác nhá. Làm hời hợt là không được các bác nhá. Đó, đâu vào đấy gọn gà. Đấy rồi thì đây. Đấy, các bác có thể bật cái này ra để mình vệ sinh. Đấy các bác thấy không? Đây, em vừa cạo một tí mà dầu dìa lôm xồm tất cả này. Đây. Đấy, dầu đây các bác này. Đó. Đây, dầu nó đứt ra này các bác này. Đó. Đây, các bác nhá. Bộ của nó là ba lưỡi kép như này nhá, ba lưỡi kép cực kỳ là thông minh luôn, lưỡi sắc bén nhá. Đấy. Đây. Bộ ba lưỡi kép cực kỳ sắc bén luôn. Đó. Xong cái phần cạo dâu nhá, thì đến cái phần gọi là tỉa lông mũi này. Tỉa lông mũi thì các bác lắp cái đầu tỉa lông mũi này vào cho em. Đây, nó sẽ có đầu tỉa lông mũi này. Đấy, đầu tỉa lông mũi cho các bác luôn. Đó. Sẽ là cái đầu tỉa lông mũi đây, các bác lắp vào cho em. Đấy, tỉa lông mũi các bác nhá. Đó, lắp vào để tỉa lông mũi này. Đó. Sau tỉa lông mũi này thì các bác lại rút ra cho em. Đấy, mình sẽ lắp cái đầu tăng đơ chấn viêm lên cho em này. Đấy, nó sẽ có hàng mới tinh nguyên đai nguyên kiện, còn bọc túi bóng chặt xoẹt luôn các bác nhá. Đó. Lắp cái đầu này vào cho em này. Đấy. Con này thì ví dụ dâu dài thì các bác có thể dùng để mình cạo dâu này, hoặc là tăng đơ chấn viêm đều ok hết nhá. Đấy, cạo rất là sạch luôn các bác này. Đấy, cạo rất là sạch luôn. Đây. Đấy, lông nó đứt ra này các bác này. Đó, các bác theo. Đây. Đấy. Thì con này các bác ví dụ dâu dài thì các bác cạo trước cái này đi cho em. Đó. Các bác đưa cái này vào các bác cạo trước đi cho em nhé. Đó. Tiếp theo nữa thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu massage như này này. Đấy. Một cái đầu massage như này. Con này thì các bác dùng để mình massage mặt trước khi mình gọi là mình bôi kem các kiểu này. Đấy. Đây. Rất là ngon luôn, các bác dùng để massage mặt nhá. Đấy, làm cho cái cơ mặt nó giãn ra. Đó. Cho nó đẹp, nó tươi các bác nhá. Đấy. Các bác massage cho cơ mặt nó giãn ra. Đấy, cho da nó mềm ra, sau đó thì các bác bôi kem vào cho em. Đó. Bộ này sẽ bao gồm cho các bác là 4 chức năng trong một luôn, 4 chức năng trong một cái tăng đơ như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Một con tăng đơ như này. Đấy. À, một con máy cạo râu như này. Lên cho em là máy cạo râu 9D nhá, máy cạo râu 9D. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Đó. Lên cho em là máy cạo râu 9D nhá. Giá chỉ có cho các bác là một con máy cạo râu 9D như này, giá chỉ có 95.000 thôi. Đấy, các bác không nghe nhầm đâu nhá. Các bác không có nghe nhầm đâu. Chính xác đấy các bác nhá. Đó. Sẽ là 95k nhá. Đấy. 95k cho một em máy cạo râu 9D như này các bác nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 95.000. Đấy, 95k cho một mã như này các bác nhá. Đó. Lên cho em là máy cạo râu 9D. Máy cạo râu 9D này. Máy cạo râu 9D. Máy cạo râu 9D. Giá của nó sẽ là 95k nhá, 95k. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác một con máy cạo râu đây. Con này thì nó sẽ là một cái dòng gọi là dòng máy cạo râu Zandu nhá, máy cạo râu Zandu. Đấy, con này thì đợt này giá sẽ về cho các bác là 90.000 cho một con máy cạo râu Zandu như này. Con này thì rất đơn giản thôi. Nó sẽ có một cái đầu tăng đơ như này nhá, để các bác tăng đơ này. Đấy, và có một cái đầu cạo như này để các bác cạo này. Đấy, các bác nghe tiếng râu em đứt chưa? Đó, xèn xẹt luôn các nhá. Đấy, nó cũng đứt rất là mạnh luôn. Đó. Con này thì bộ sản phẩm của nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái lưỡi như này và một cái màng màu vàng này nhá. Thì bên em có bán kèm cả màng cả lưỡi như này là 30.000 thì các bác có thể mua thêm. Đây là cái lưỡi này, còn đây là cái màng này, cái màu vàng này là cái màng này. Đấy, có bán kèm cả màng cả lưỡi cho các bác luôn. Và giá của nó sẽ là 30.000 cho bộ màng lưỡi. Sạc thì các bác cắm sạc vào đây cho em. Lên cho em là máy cạo râu Zandu nhá. Máy cạo râu Zandu, hàng của thương hiệu Zandu mà. Đó. Máy cạo râu Zandu giá của nó sẽ là 90.000. Đó. Máy cạo râu Zandu này, máy cạo râu lấy cho anh cái bút khác đi. Máy cạo râu Zandu nhá, đó. Máy cạo râu Zandu, đó. Zandu này, giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một con máy cạo râu Zandu như này. Giá sẽ là 90.000. Con này thì khá là tiện dụng luôn và rất là nhỏ gọn. Các bác có thể dùng để mình mang đi du lịch, đi học, đi làm hoặc đi công tác đều được hết nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái con máy cạo râu nữa. Đó là máy cạo râu quốc dân nhá. Giá của nó sẽ là 75.000 nhá. Đó. Lên mã giúp cho em là máy cạo râu quốc dân này. Con này sẽ là 75.000 một em. Đó.
Con này thì cũng rất là đơn giản thôi. Nó sẽ có cho các bác là hai cái lưỡi kép như này. Các bác chỉ cần bật lên là mình sử dụng thôi. Hai lưỡi kép và có cái đốc sạc đây. Về nhà các bác cắm vào cái chân ổ điện nhà mình là xong. Đó, đốc sạc này các bác ấn này mình cắm vào cho em là xong nhá. Đấy. Đẩy ra này các bác đẩy ra này ấn vào các bác ấn trực tiếp vào như này cho em này. Đấy, ấn cái này vào. Ấn cái này vào. Đấy. Đây, các bác cạo thì mình ấn này lên cạo này nó sẽ là hai lưỡi kép như này các bác nhá. Đó. Hai lưỡi kép như này. Đấy các bác thấy không? Đấy, em cạo từ nãy giờ hết râu rồi. Đấy. Đấy các bác nhá. Đó, cạo hết râu mất rồi. Đó, rất là ngon nhá. Hai lưỡi kép như này các bác cũng có thể tháo ra để mình vệ sinh được nhá. Ấn cái lẫy này để tháo ra vệ sinh này. Đó. Rất là nhiều râu luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 75.000 thôi. 75.000 cho một con máy cạo râu Nhật như này các bác nhá. Đấy. Rất chất lượng cho bác luôn. Lên cho em là máy cạo râu quốc dân, giá sẽ là 75k. Đó. Nào. Máy cạo râu quốc dân nhá, giá sẽ là 75.000. Lên mã giúp cho em là máy cạo râu quốc dân này. Đấy. Máy cạo râu quốc dân. Máy cạo râu này. Đó. Máy cạo râu quốc dân nhá. Đó. Quốc dân, giá của nó sẽ là 75k nhá. 75k cho con máy cạo râu quốc dân như này. Lấy cho anh một cái hộp kem Hàn Quốc nào. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bàn chải kem đánh răng nhá. Đó. Kem đánh răng thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu. Một là mẫu của Nhật và một là mẫu của Hàn. Đây. Đây thì đây sẽ là kem đánh răng của Nhật nhá. Đây là kem đánh răng của Nhật này. Đấy. Và đây là kem đánh răng của Hàn này. Đấy. Con này thì nó sẽ là dòng của Nhật nhá. Đấy. Của Hàn thì bên shop về nó sẽ có hai màu. Màu đỏ và màu xanh thì nó như nhau thôi. Đấy. Con của Hàn Quốc này thì là hàng chuyên làm trắng răng nhá. Tỷ lệ làm trắng răng của nó là lên tới 93%. Đó. Chuyên giúp cho các bác làm trắng răng. Dòng này thì nó sẽ không có niêm phong đâu các nhá. Nó không có niêm phong đâu. Về nhà các bác mở nắp ra là dùng như này thôi. Đó, lưu ý các bác vậy. Không là các bác về các bác đã bảo mất niêm phong của tao thì nó mất công. Đó, đây. Kem đánh răng con này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc nhá. Tỷ lệ làm trắng răng là lên tới 93% luôn. Đó, hàng của Hàn Quốc. Đấy, tỷ lệ chuyên làm trắng răng. Giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? Bao nhiêu nhỉ? Ừ. Qua lên cho em là kem đánh răng Hàn Quốc nhá. Kem đánh răng Hàn Quốc. Nó kem này, đánh răng Hàn Quốc. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một lọ kem đánh răng Hàn Quốc như này. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái kem đánh răng Nhật này. Con này thì cũng không có niêm phong luôn. Đấy, nó chỉ có niêm phong ở vỏ thôi. Nhưng khi bên em gửi thì nhiều khi nó bị bọp, nó rách. Các bác hết sức thông cảm. Con này thì nó sẽ là kem đánh răng của Nhật nhá. Dòng này thì nó sẽ là từ tinh chất gạo của Nhật nhá. Chuyên trị cho các bác là chống viêm nếu viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. Hàng made in Japan nhá. Hàng made in Japan. Đây. Đấy, chữ made in Japan này dung tích của nó là 170g. Lên mã giúp cho em là kem đánh răng Nhật nhá. Giá thì sẽ là 70k. Đó. 70k cho một lọ kem đánh răng Nhật như này. Đấy, còn con của Hàn Quốc này thì nó sẽ là made in Korea này, made in Korea. Đó, và con này thì sẽ là 50k nhá, 50k cho một típ. Thì các bác lấy của Nhật thì lấy, mà lấy của Hàn thì lấy nhá. Ngoài ra thì hôm nay bên shop về cho các bác cái lọ thuốc chuyên trị trĩ các bác nhá. Đấy, các bác bị trĩ nội, trĩ ngoại này, co bối trĩ rồi xa trĩ các kiểu luôn. Chuyên về trĩ nhá. Bác các cái loại trĩ các bác bơi hết vào đây cho em. Đấy. Các bác nào bị trĩ các bác bơi hết vào đây cho em. Đó. Chuyên trĩ nội, trĩ ngoại. Đấy, co bối trĩ, xa bối trĩ rồi nói chung là các loại trĩ luôn các bác nhá. Đó. Bao nhiêu nhỉ? Ở đây thì nó sẽ có cho các bác một cái đầu vòi như này, về nhà các bác bôi nhá. Đấy, đầu vòi này rất là thông minh luôn. Về nhà các bác lắp vào đây cho em, sau đó thì mình bôi tra vào các cái phần mà mình bị đau trĩ nhá, hoặc là co trĩ, xa bối trĩ. Đó. Lên cho em là thuốc bôi trĩ nhá, bôi trĩ, giá của nó sẽ là 30k nhá. Đó. Bôi trĩ này. Giá của nó sẽ là 30k. Các bác nào bị trĩ nội, trĩ ngoại, đau rồi co rồi xa bối trĩ các thứ là bôi cho em là ok nhá. Giá sẽ là 30.000 cho một lọ như này. Rồi, ok các bác.